Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 10. Chương 91. Vấn đề của công ty công trình số 4. Tô San phát hiện ra La Văn nhìn mình, chỉ biết cười khổ, y cũng biết hiện giờ mình là nhân vật có tiếng, nói chính xác hơn là có tai tiếng. Tiết Dịch Dương thì cứ bực mình suốt vì vụ thua phiếu này, Tô San thừa biết cái thằng này mong mình làm đại biểu tiếng Anh để thi thoảng làm bài được lười biếng khỏi làm bài tập. Huống hồ mình được những hơn 30 phiếu bầu, chính bản thân Tô San cũng không ngờ tới, những người đó bỏ phiếu cho mình, e thành phần chơi xấu nhiều hơn. Chậc chậc, mình và Linh San của chúng ta đều bỏ phiếu cho bạn đấy. Chỉ thiếu có mấy phiếu, thật đáng tiếc. Lý Lộ Mai còn dùng giọng điệu đặc biệt ám muội nhắc tới Trần Linh San, làm Trần Linh San đỏ mặt. Tiếc nhất là Đường Vũ nghe thấy Lý Lộ Mai nói câu này, lòng bỏ qua nó, cứ như không hề nghe thấy. Tiêu Nhật Hoa chủ trì họp lớp thì thở phào, thành tích của Tô Sán làm ông ta trở tay không kịp, hiện không cho y bất kỳ một danh hiệu cán bộ lớp nào, không tới mức lúng túng. Cái gọi là cán bộ lớp thời này chỉ là thứ vinh dự tạm thời, chẳng có ảnh hưởng gì to tát, nhưng là chủ nhiệm lớp. Quản lý các phương diện lớp, nếu Tô Sán thành cán bộ lớp sẽ tham dự các cuộc họp, như thế không khác gì thừa nhận địa vị của y. Một học sinh tố chất ra sao không đơn thuần dựa vào thành tích, nếu đạo đức có vấn đề thì càng giỏi càng là thứ nguy hại lớn nhất. Thông qua quan sát Tô Sán, Tiêu Nhật Hoa càng có lo lắng khó diễn tả. Ông ta thấy trong ánh mắt thằng nhóc này có thứ không phù hợp với tuổi tác, sự bình tĩnh lãnh đạm khiến người ta phát sợ. Giống như có dòng dung nham ngầm chảy, không ai biết nó bùng nổ lúc nào, ông ta thà bồi dưỡng học sinh tố chất tầm thường chứ không muốn dạy thiên tài đạo đức tâm lý biến thái. Cái loại giống như gần đây báo đưa tin, học sinh ưu tú Thanh Hoa lại sở thích hành hạ động vật tới chết, hay kẻ giết người băm xác, nghĩ thôi đã sởn gai ốc. Tiêu Nhật Hoa nhìn Tô Sán bình thản sắp xếp sách vở chẳng hề bận tâm mình thua phiếu, thấy trọng trách trên vai ngày càng nặng. Tô Lý Thành từ khi lên làm phó giám đốc công ty công trình số 4 cực kỳ vất vả, khi không ở vị trí đó thì thấy hâm mộ. Thế nhưng khi chính thức đảm nhiệm sự vụ thực chất mới hiểu đó là chuyện đơn giản. Vì thế Tô Sán tới hiệu giúp mẹ nhiều hơn, hôm nay mẹ đang nhập hàng thì có một nam tử trung niên, tuổi trên 40, gầy gò trí thức mặc áo choàng xám dài đi vào. Có vẻ nhận ra mẹ, mua mấy cuốn sổ, vài cái bút mà cũng muốn giảm giá. Tằng Kha nói kinh doanh nhỏ lãi ít, không giảm giá được, vị khách tỏ ra khó chịu, cười nhạt, kinh doanh nhỏ lãi ít thì đừng làm nữa. Nói rồi rút ví ra, nhìn quanh cửa hiệu, bán mấy thứ lặt và lặt vặt, đến chết cũng chẳng kiếm nổi mấy đồng. Người này nói chuyện rất không nể nang, Tằng Kha vẫn cười, thì đương nhiên không bằng giáo viên các anh, nghe nói trường học các anh lại sắp mở rộng, lần này chiêu sinh nhiều, giáo viên các anh có văn hóa, lương chính đã dư giả rồi, chúng tôi so sao được. Nam tử này là giáo viên trường nghề ở gần, họ Mã, đại khái ở trường tiếp xúc với học sinh quen rồi, sự nghiệp lại đang ở đỉnh cao. Tuy hơn 40 lại không có sự vững vàng tương ứng, tính cách không tốt, xem thường người buôn bán nhỏ như Tằng Kha cũng chẳng phải lạ. Mở rộng rồi, hiệu trưởng đang cải cách, trước kia một học kỳ có 400-500 học sinh, năm nay tiếng tăm lên, có tới 800 học sinh. Chế độ của giáo viên cũng thay đổi, phía tôi thế nào cũng phải chiếu cố, hiệu trưởng còn là em vợ tôi mà. Nghe Tằng Kha tâng bốc vài câu, họ Mã sắc mặt khá hơn, lại thấy Tô Sán, nói, con cô hả, tuổi này chắc đang học cao trung, không chăm chỉ học tập lại tới đây làm việc. Không được, phải học chứ, cho dù trường không tốt cũng phải cố mà học, nếu không tới trường nghề Tinh Quang chúng tôi, tìm tôi giúp cho. Tằng Kha và Tô Sán nhìn nhau, không biết trả lời vị thầy giáo thao thao bất tuyệt này thế nào. Tô Lý Thành tan giờ làm liền tới hiệu, có vẻ đang suy nghĩ vấn đề gì đó, gần đây ông ở vị trí này. Tới về nhà cũng không dứt ra khỏi công việc được, đi bên cạnh còn có mấy nhân viên đơn vị. Giám đốc Tô, cái bản sao giấy phép doanh nghiệp kia anh còn không, phía chúng tôi đang cần, thuận tiện đóng dấu hộ luôn. Trong tay tôi toàn là bản chính, lần trước đưa cho các anh bản sao rồi cơ mà. Tìm giám đốc mau đi, ông ấy mới có dấu. Bàn bạc thêm một hồi, mấy người kia thuận tiện mua ít đồ văn phòng phẩm rồi tạm biệt Tằng Kha. Vị giáo viên kia hơi bất ngờ,
lấy thuốc lá ra mời, đây là bà xã nhà anh hả, anh làm ở đâu vậy? Tô Lý Thành nhận lấy điếu thuốc, tôi làm ở công ty công trình số 4. Công ty công trình số 4. Vị giáo viên kia phả một hơi thuốc, chức giám đốc này chắc cũng không dễ rơi hả? Tôi nghe nói nội bộ các anh có vấn đề. Câu nói này trúng chỗ đau của Tô Lý Thành, xem ra công ty trước kia đấu đá nhau thành trò cười cho rất nhiều người. Ở cái thành phố nhỏ phương tiện giải trí chưa phát triển này, thông tin kiểu ấy lan đi rất rộng. Lúc này Tô Lý Thành nhận được một cuộc điện thoại, vừa nhấc máy lên đã quát, đúng là tôi nói đấy. Có ý kiến? Ai có ý kiến? Đơn vị rác tự hủy còn đang bù thêm tiền kia. 1 tháng 2 đồng phí vệ sinh cũng không muốn nộp. Tôi tới làm cái gì? Chuyện gì cũng cần tôi thì các anh làm gì? Tôi không tới. Các anh tự xử lý đi. Tô Sán thầm lè lưỡi, cha mà cũng biết quát tháo người khác như vậy à, vụ này hiếm. Nhìn Tô Lý Thành tức tối cúp điện thoại, vị thầy giáo hỏi, lại chuyện đau đầu ở đơn vị à, toàn chuyện vụn vặt không đâu vào đâu. Tô Lý Thành bực bội đáp, anh Tô này, tôi thấy anh tức giận như thế chắc là còn nhiệt huyết với công ty, nhưng mà chả đáng đâu, ai mà không biết chuyện cái đơn vị anh, vị giám đốc cũ họ chịu phải. Không, tên đó không ra gì, anh rể tôi làm ăn với ông ta, giờ công trình hỏng rồi, xảy ra vấn đề lớn, giờ nhắc tới công ty công trình số 4 là nhổ nước bọt, anh nên tính đường sớm đi. Một nữ giáo viên trường tôi vừa ly dị, kiếm người mới, kết quả nghe thấy là nhân viên đơn vị các anh, thế là bỏ luôn. Hiện thực, thế nào là hiện thực? Đây chính là hiện thực. Nói rồi xách túi đồ Tằng Kha chuẩn bị sẵn trên quầy, lắc đầu rời đi. Chỉ cần là người đã để tuổi thanh xuân mưa gió ở lại thành phố Hạ Hải thì không ai không biết công ty công trình số 4, trước kia làm ăn rất tốt, làm ở đó được coi là ôm cái bát sắt rồi. Trước khi cải cách là cái bánh thơm phức, nhiều lãnh đạo ở Dung Thành từng rèn luyện qua ở đây, cải cách xong, xí nghiệp ngày càng đi xuống. Tất nhiên giá trị quan niệm đi xuống, trước kia nhắc tới công ty này không ai không hâm mộ, giờ chỉ có tiếc nuối và khinh thường. Vừa rồi cha và vị giáo viên họ Mã kia nói chuyện Tô Sán nhìn thấy hết, dù cha là phó giám đốc công ty, trong mắt người ta cũng chẳng ra cái gì. Những công trình thể diện, công trình xin cho do Triệu Thành Vinh làm nay thành gánh nặng lớn của công ty, giống như quả lựu to trên cành cây quắt queo. Nếu nói trước kia Tô Lý Thành còn vài phần cảm thán với Triệu Thành Vinh, giờ chỉ có tức giận. Triệu Thành Vinh được nghỉ hưu một cách bình yên là quá may mắn cho ông ta rồi. Oán trách cũng chẳng phải là cách giải quyết, làm sao duy trì vận hành cơ bản của công ty. Phát được lương cho công nhân viên mới là vấn đề cần đối diện, đây là thời khắc gian nan nhất trong sự nghiệp Đông Kiến Quân, Tô Lý Thành. Tô Sán chẳng giúp gì được cha, vấn đề lịch sử để lại của công ty công trình số 4 không phải chỉ dựa vào mấy lời nói, mấy thủ đoạn mà có thể đưa nó về quỹ đạo. Chương 92, lờ ngớ. Cha mẹ lại bàn vấn đề hàng hóa, gần đây số đơn vị tới bàn chuyện ngày càng nhiều, làm mẹ giật mình là nhận được đơn đặt hàng của khách sạn Bát Nhất Khải toàn Hạ Hải. Đây là khách sạn chuyên dụng của quân khu, thuộc chuỗi đại khách sạn Bát Nhất Khải toàn, sánh ngang với khách sạn Khải Lai, một tọa trấn nội thành, một đứng sừng sững bên hồ ngoại thành. Có điều khách sạn Bát Nhất Khải toàn tiếp đãi người quân khu và cán bộ lãnh đạo huyện thị, cũng có quân nhân nghỉ hưu tới đó nghỉ ngơi. Đối với người bình thường mà nói, còn tương đối thần bí, nên không nổi tiếng bằng khách sạn Khải Lai. Danh sách hàng không nhiều, mấy người lính đi xe Jeep tới, mua hơn 300 đồng, gồm 30 sổ ghi chép, 50 cái bút, mấy cái gọt bút chì, vốn định để Lý Ngọc Liên giao hàng, nhưng Tô Sán lại xung phong. Chuyện này đáng lẽ không thể để Tô Sán làm, có điều nhìn con trai càng ngày càng hiểu chuyện, Tằng Kha cũng yên tâm, đưa địa chỉ đối phương lưu lại, cùng với tuyến xe bus. Tô Sán xách túi ni lông chứa hàng lên xe bus. Rời nội thành, thôn nhỏ ngoại ô dần hiện ra trước mắt, ngồi trên cái xe bus cũ đong đưa, Tô Sán rút ra địa chỉ. Lâm Lạc Nhiên ghi cho mình, khách sạn Bát Nhất Khải Toàn, số 88 đường Tân Hải, phone 1856-432. Dọc đường đi qua toàn là thôn cá bên hồ, trấn nhỏ nông thôn, đường vanh đai quanh hồ còn chưa mở rộng, sắp tới ê cả mông. Đột nhiên trước mắt thoáng đạt hẳn, so với nói là khách sạn, chẳng bằng nói nó là sơn trang nghỉ ngơi bên hồ, được xây dựa vào triền dốc. Khá đơn giản chất phác, nhưng thêm vài phần trang trọng, ở cửa có cảnh sát vũ trang đứng gác, một chiếc xe đen đi vào, đứng nghiêm giơ tay thì lễ. Tô Sán xách túi hàng đi tới, không bị cha hỏi như tưởng tượng, cũng chẳng phải lấy giấy giao hàng ra, cứ thoải mái đi vào.
Nơi này tuy không mở cửa với bên ngoài, đại khái cũng không nghiêm khắc cấm chỉ người ngoài vào, đặc biệt với thiếu niên bộ dạng học sinh như Tô Sán. Hàng cây, bãi cỏ, thấp thoáng tiểu lâu mái trắng, tạo nên một hoàn cảnh cực kỳ u tĩnh, xe hơi từ cửa chính đi vào đều đi chậm men theo con đường nhỏ biến mất. Có vẻ hôm nay không phải là một ngày bình thường, vì xe đi vào rất nhiều, thi thoảng có nhóm dăm ba quân nhân đi ra, cười sang sảng, phá vỡ không khí tĩnh mịch. Tất nhiên chẳng ai chú ý tới Tô Sán, y đi thẳng tới lầu chính của khách sạn, đại sảnh đá cẩm thạch sang bong. Bên trong là cô gái tiếp khách mặc sườn xám xếp thành hình vòng cung, cô nào cô nấy mặt mũi thanh tú, chiều cao sàn sàn nhau, trông rất thích mắt. Ghế sofa ra để ngồi nghỉ, bàn bày rất nhiều hoa quả. Có điều lúc này không có vị khách nào, trông rất vắng vẻ, người khách sạn như sắp đón đại dịch. Tô Sán đi vào, hình đơn bóng chiếc. Tô Sán có hơi thấp thỏm, vốn định gọi điện cho Lâm Lạc Nhiên cũng tạm gác sang một bên. Lâm Lạc Nhiên ở nơi này tất nhiên không phải cô gái bình thường. Hôm nay hình như có hoạt động tiếp đãi gì đó, có lẽ cô ấy đang ở cạnh người lớn, lúc này không rảnh để ý tới mình. Giám đốc tiếp đãi là cô gái trên 20, đi tới hơi cúi xuống, hỏi Tô Sán, em trai, có việc gì thế? Không tìm được trưởng bối à? Cô cũng đang bối rối, sắp tới giờ tiếp khách rồi, sao đột nhiên có thiếu niên tùy tiện đi vào? Mỗi chi tiết đều được an bài tỉ mỉ, bên trên nói không được có sai sót, tới lúc đón tiếp còn chụp ảnh đưa vào tư liệu. Giọng của cô gái rất ngọt, nghe dễ chịu vô cùng, Tô Sán rất muốn nói nếu cô cúi thấp xuống chút nữa tôi nhìn thấy cả nhãn hiệu áo lót rồi. Đương nhiên loại lời này không thể nói, vừa hưởng thụ cảnh đẹp thấp thoáng vừa dùng ánh mắt đặc biệt ngây thơ, em tới đưa hàng. Cô gái thầm bất mãn, đám phòng tài vụ làm ăn kiểu gì thế? Có điều vẫn tươi cười vô Tô Sán, chỉ vị trí phòng tài vụ, em trai, phía đó đấy, đi mau đi. Đem hàng vào phòng tài vụ, một nữ tử trên 30, mặt khó đăm đăm nói, sao bây giờ mới tới? Gọi điện cho các người từ lâu rồi mà, hiệu suất quá thấp, bên này đang đợi mở hội đây, các người làm ăn như vậy đấy hả? Tô Sán cũng hiểu sự bực tức của cô ta, bình thường nói ra làm. Việc ở khách sạn Bát Nhất Khải Toàn có vẻ vinh dự lắm, thực ra tiếp đãi toàn nhân vật không đắc tội nổi, nhẫn nhịn đè nén quá nhiều. Nên tính cách khó chịu chẳng phải chuyện lạ, đại khái thấy Tô Sán còn ít tuổi nên kiềm chế phần nào, nếu không còn có những lời khó nghe hơn nhiều. Cô gái nói xong cũng hối hận, nhớ tới con gái mình, nếu ở ngoài bị người ta mắng mỏ như thế, mình sẽ rất đau lòng, vậy cha mẹ người ta nghĩ sao? Lần sau nhanh nhẹn một chút nhé, nếu không lần sau chúng tôi không mua hàng nữa đâu. Cô gái ký hóa đơn cho Tô Sán, còn không quên uy hiếp một câu. Tô Sán thu hóa đơn xong liền đi ra ngoài, cô gái lại tập trung vào sổ sách trước mặt, đột nhiên nhớ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn hướng Tô Sán đi, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Tô Sán đi trên một cái hành lang dài gặp đúng đỉnh cao lễ tiếp đãi, các cô gái tiếp tân xinh đẹp đứng thành hai hàng. Có người cầm máy ảnh chụp, phụ trách khách sạn đứng một loạt ở đại sảnh đón khách, có người khẩn trương nắm chặt bàn tay. Ở đây vốn có một lối đi khác, nhưng không ai nói với Tô Sán, nên đi tới thẳng đại sảnh, lúc này Tổng Giám đốc đang cầm micro đứng ở bục nói chuyện. Hoan nghênh các vị thủ trưởng tới khách sạn, chúc hội đàm thành công mỹ mãn, một đống lời nghe đã quá nhảm tai. Quân khu địa phương Hạ Hải và bên ngoài quan hệ phức tạp, quân khu ở đây có tính đặc thù, khác rất nhiều quân nhân bình thường. Do năm 1981 qua Quốc vụ viện, Quân ủy Quốc gia phê chuẩn thành lập căn cứ quân sự chiến lược của Tổng bộ Hậu cần quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, tạo thành một mắt xích trọng yếu trong hệ thế phòng ngự chiến lược quốc gia, thậm chí trong toàn quốc đều có tiếng tăm. Đương nhiên cái căn cứ quân sự này không phải ở ngoại ô Hạ Hải mà cách thành phố tới 100 km. Vì thế thường có nhân vật lớn xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ, liên quan tới quân sự nên không kinh động tới chính phủ địa phương. Vào đại sảnh là Giang Lăng Độ chính quỷ quân khu Hạ Hải, bên cạnh là bí thư thành ủy Lưu Lam cùng một số đầu não của quân khu. Đảng ủy cũng có một số cán bộ Hạ Hải và con cái họ, mặt trang trọng nghe những lời phấn khích của Tổng Giám đốc khách sạn. Thời đó một số đơn vị cơ quan tụ hội đều mang theo con cháu mình, một là lập nên mối quan hệ tốt cho đời sau. Hai nữa là để con cái tiếp xúc va chạm nhiều hơn, con cái một số gia đình cán bộ cấp cao giáo dục nghiêm khắc. Tư tưởng cha truyền con nối ở Trung Quốc còn rất nghiêm trọng, muốn con cái mình tiếp xúc với nhau, tạo thành vòng tròn, phục vụ cho tương lai sau này. Tô Sán đột ngột xuất hiện phía sau Tổng Giám đốc. Vị Tổng Giám đốc đang vung vẩy nói chuyện, đột nhiên phát hiện bên cạnh không đúng lắm, nhìn thấy Tô Sán,
đầu bị đứt mạch, thế là bài phát biểu trôi chảy khựng lại. Cô gái phòng tại vụ đuổi theo sau hối hận vô cùng, quên không nhắc Tô Sán đi ra lối đi khác. Vị tổng giám đốc tức tới sắp xì khói đỉnh đầu rồi, trước mắt toàn là những nhân vật có trọng lượng, rất sợ họ có cái nhìn về khách sạn bát nhất. Trước đó ông ta còn đặc biệt tổ chức đại hội toàn thể nhân viên, dặn trọng điểm công tác, phải đảm bảo chuẩn bị tích cực, tổ chức chu đáo, đảm bảo công tác tiếp đãi hoàn thành viên mãn. Vậy mà giờ xảy ra thiếu sót lớn như vậy, chức tổng giám đốc của ông ta được bổ nhiệm từ quân bộ cấp trên. Nơi này lại có đầu não cơ quan, đôi khi một ấn tượng nhỏ trong mắt lãnh đạo có thể kết thúc sự nghiệp của ông ta. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 93, Kỹ thuật hạng 3, 1. Cũng chỉ một thoáng, vị tổng giám đốc coi như không có chuyện gì tiếp tục phát biểu, cô gái phòng tài vụ vội vàng vẫy tay gọi Vũ Cảnh phụ trách hiện trường tới. Đám tiểu bối đi cùng trưởng bối của mình thấy Tô Sán xen ngang thì hứng thú hẳn lên. Bọn họ đi cùng trưởng bối khô khan cả ngày rồi. Lúc này thấy Tô Sán lớ ngớ sau lưng tổng giám đốc đi ra, sau đó trố mắt luống cuống đứng đó đều không nhịn được cười. Đây là chuyện thú vị nhất trong ngày hôm nay. Kỳ thực trong mắt các nhân vật lớn loại chuyện nhỏ này chẳng đáng là gì. Họ đoán chừng là con của nhân viên nào đó trong cuộc chiêu đãi thôi. Không ai chú ý chi tiết nhỏ này, thế nhưng họ cũng đều hiểu cha mẹ đứa bé này sau buổi tiếp đãi thế nào cũng bị khai trừ. Đó cũng là điều họ không bận tâm. Nhưng một số người tâm tình không thể thoải mái. Trước khi hai Vũ Cảnh tới chỗ Tô Sán, trong đám người tiếp đãi có náo động nhỏ, quần jean xanh nhạt, t-shirt bó người Lâm Lạc Nhiên bộ dạng cô thiếu nữ ngoan hiền đi ra. Tóc không buộc đuôi ngựa như ở trường, suối tóc suôn mềm buông xuống vai, tới trước mặt Tô Sán, đôi mắt đặc biệt to chớp chớp, Tô Sán, tới tìm mình hả? Tốt quá, hôm nay buồn chết đi được. Thế là náo động nhỏ thành tiếng cười rộ lên, không khí chuyển biến đột ngột, tương phản mà tự nhiên, hóa giải sự lúng túng vừa rồi. Ít tuổi luôn có lợi thế. Không ít người nhìn về phía Lâm Sở, đứa cháu gái này của anh tính giống hệt cha nó, rất là thẳng thắn. Có người cười, bạn trai à, Tiểu Nhiên động lòng xuân rồi. Một số ít người trẻ tuổi chú ý Lâm Lạc Nhiên suốt cả ngày đợi cơ hội tiếp cận vào bữa tiệc liên hoan thất vọng. Đương nhiên cũng có người hứng thú với Tô Sán. Viên tổng giám đốc lau mồ hôi, không khí chuyển biến như thế ông ta nào không biết thuận thế mau chóng kết thúc bài phát biểu, mời bí thư thành ủy lên nói chuyện. Vương Lão Tam không tới à? Một nam tử trung niên bên cạnh Lâm Sở hỏi nhỏ. Lâm Sở nhìn Vương Uy Uy trong đám tiểu bối, ông ta đi câu cá, chúng ta đừng kinh động tới ông ta nữa. Lâm Lạc Nhiên đi ra giải vây cho Tô Sán một phen chấn động, vị đại tiểu thư Lâm gia này không dễ tiếp xúc. Rất nhiều quan viên biết con cái mình tới bắt chuyện người ta đều không thèm để ý. Cái vòng tròn của Vương Uy Uy không phải dễ giang vào được, một số cán bộ thành phố bỏ ý nghĩ quá phận. Ai mà ngờ tự nhiên có một thiếu niên xen vào, làm cô tiểu thư trước giờ mặt luôn hờ hững lại dùng ngữ khí thân thiết như vậy nói chuyện, tình hình trở nên vi diệu. Lại nhìn sang Vương Uy Uy, Lâm Chiếu Vũ đều đưa tay ra hiệu với Tô Sán, không khỏi lấy làm lạ. Nhìn ra được Lâm Lạc Nhiên thực sự vui mừng vì mình tới. Đoán chừng ở cái khách sạn nghỉ dưỡng này làm cô gái hoạt bát ưa chuyện này sắp buồn chán tới sinh bệnh rồi. Nghĩ tới đó Tô Sán cười méo xẹo, nhìn ánh mắt Vương Uy Uy và Lâm Chiếu Vũ thì biết mình sắp thành từ đại diện cho trò vui của bọn họ. Vương Uy Uy giống anh em họ Lâm, rất dễ gần, con cháu cán bộ thi thoảng tới trò chuyện với hắn, người xun xoe, người tỏ vẻ lão thành, tuổi lớn tuổi nhỏ đều có hết, Vương Uy Uy đều vui vẻ đáp lại. Lâm Chiếu Vũ bị cha mình Lâm Sở trông coi, không thoát thân được, ra sức ra hiệu với Tô Sán. Khi đi qua bên cạnh y còn không quên nói một câu, cậu chơi với Lạc Nhiên trước, tôi tới muộn chút. Sau đó bị cha hắn trừng mắt một cái, lập tức ngoan như chim cút. Tô Sán trông cảnh đó thì buồn cười lắm, Lâm Chiếu Vũ thường ngày rất ngông nghênh không coi ai ra gì, ai có thể tưởng tượng trước mặt trưởng bối lại như gà con. Lâm Sở là người khiêm tốn hiền hòa, có vài phần trí thức sách vở, song với đứa con trai này lại cực kỳ nghiêm khắc. Đợi mọi người đi cả vào sảnh hội nghị, Lâm Lạc Nhiên kéo Tô Sán ra sân sau khách sạn. Giữa thảm cỏ miên man dọn ra một cái sân, có phông màn chiếu phim lộ thiên, gần hồ có giả sơn và chòi nghỉ theo kiểu cổ, liễu xanh rủ bóng, gió mát vờn mặt. Lâm Lạc Nhiên tới phòng quản lý lấy bóng rổ tới, thay cả quần áo vận động, tóc cột đuôi ngựa quen thuộc, chiếc áo ba lỗ màu tím nhạt ôm sát người.
thoải mái khoe cánh tay trần, làn da trắng hồng hào khỏe khoắn, đôi ngực vượt quá quy mô thiếu nữ chẳng biết độn gì bên trong không vươn cao ngất. Chiếc quần bó lấy bờ mông tròn trịa và cặp đùi tràn đầy sức sống, làm người ta thực sự chỉ muốn đưa tay thử sự co giãn dưới lớp quần mỏng manh đó. Tô Sán nuốt nước bọt nghĩ, mình quả thực không đi uổng chuyến này. Lâm Lạc Nhiên không biết Tô Sán đang tăm tia mông ngực mình, đang làm động tác khởi động, sau đó nhảy lên, quả bóng rời tay vẽ vòng tròn rơi xuống rổ, bang, trúng vành rổ không vào. Thè lưỡi làm vẻ mặt đáng yêu, may mà họ vào phòng hội nghị hết rồi, bạn không biết chán thế nào đâu. Tô Sán khó khăn rời mắt khỏi người Lâm Lạc Nhiên, nhớ tới lúc nhỏ theo cha mẹ tới đơn vị liên hoan, cùng Tiết Dịch Dương, Lưu Duệ bày đủ trò. Chuyện nổ pháo dọa gà làm không ít, có điều bọn họ tới những nhà hàng thường, khác hẳn với nơi sang trọng này, nơi thế này tất nhiên không cho đùa nghịch như vậy. Cuộc sống của Lâm Lạc Nhiên là thứ Tô Sán không hình dung ra được, Lâm Lạc Nhiên cũng thế cũng không thể biết cuộc sống của Tô Sán. Mình không thể nói cho bạn biết là kỹ xảo gì, chỉ lấy kinh nghiệm mà nói thôi, quan trọng nhất là chắc chắn, không chỉ nói tới động tác, mà nói tới tâm lý nữa, không được nắm vội, phải giữ được tiết tấu. Mình kiến nghị bạn đi xem chơi bóng đường phố, tâm trạng nhàn nhã đó mới càng phát huy được tự nhiên, tìm được cảm giác bóng. Lâm Lạc Nhiên mau chóng đi vào vai trò huấn luyện viên. Mình cứ luyện tập cơ sở đã, Tô Sán biết đi đâu xem bóng rổ đường phố. Thứ này một số thành phố lớn có sinh hoạt ưu tú mới vừa ra đời, nhà Tô Sán chỉ có một cái đầu VCD, nhưng cũng chẳng tìm đâu ra đĩa mà xem. Lâm Lạc Nhiên hơi buồn cười, có điều cũng phải, chưa học đi đã lo học chạy, cái này không gấp được, hôm nay Tô Sán bất ngờ xuất hiện làm cô hơi kích động rồi. Hai người chơi bóng, tất nhiên Lâm Lạc Nhiên tấn công, còn Tô Sán chuyên tâm phòng thủ, tuy địa điểm thay đổi, có điều vẫn ăn ý giống ở sân trường. Chẳng bao lâu xung quanh sân có ít người vây quanh xem, tuổi đều chừng 16-17, lớn hơn chút cũng có, chắc là con cháu quan viên vừa mới ở đại sảnh đi ra. Chỉ đứng quan sát hai người họ chơi dắt bóng, cướp bóng, vì địa vị siêu nhiên của nhà Lâm Lạc Nhiên và bởi chính tính cách không thân thiện của cô, nên không ai tới chơi cùng. Ngược lại Tô Sán có thể cùng Lâm Lạc Nhiên chơi vui vẻ như thế làm bọn họ rất ghen tị. Lâm Lạc Nhiên lúc ở bên cạnh trưởng bối tĩnh lặng như xử nữ, giờ ra sân bóng lại như thỏ rời hang, rất là kinh ngạc. Vương Uy Uy và Lâm Chứ Vũ cuối cùng cũng kiếm được cơ hội thoát thân ra sân bóng, theo sau là một nam một nữ. Đây là Lưu Vũ Nhiên, con trai bí thư Lưu. Đây là Giang Lê, con gái chính ủy Giang. Vương Uy Uy chỉ đứa con trai 15 tuổi và cô bé 13 tuổi trông có vẻ già dặn giới thiệu, giọng mang chút vẻ chơi đùa, rồi chỉ Tô Sán, đây là Tô Sán. Lưu Vũ Nhiên rất lễ phép, chào anh Tô Sán. Giang Lê có ít tính cách tiểu thư, chề môi, kỹ thuật của anh quá nát. Cả đám cười rộ lên. Chào hai em. Tô Sán cũng cười, chỉ là đứa bé thôi, chưa bị xã hội vấy bẩn thôi, rất đáng yêu. Vương Uy Uy vỗ vai Tô Sán, chơi game thì cậu khá đấy, nhưng chơi bóng à, ha ha ha, còn phải học nhiều. Chương 94, kỹ thuật hạng 3, 2. Có Vương Uy Uy xuất hiện, sân bóng náo nhiệt hơn nhiều, trong mọi người trình độ cao nhất đương nhiên là Lâm Lạc Nhiên, thứ đến là Lâm Chiếu Vũ, Vương Uy Uy vừa rồi mạnh miệng lắm, vậy mà còn thua tên béo. Còn Tô Sán trình độ ngang với Lưu Vũ Nhiên, Giang Lê thì thích nhất là đứng ngoài chỉ trỏ bình luận Tô Sán và Lâm Chiếu Vũ chứ không vào chơi. Lúc thì ôm đầu vì Tô Sán bỏ qua pha ghi điểm ngon ơ, lúc lớn tiếng chửi Lâm Chiếu Vũ là lợn béo, làm Lâm Chiếu Vũ nghiến răng nghiến lợi, nhưng không làm gì nổi. Sân bóng này do dọn một phần bãi cỏ mà thành, bên cạnh bãi có là con đường đủ cho xe đi lại, một chiếc Toyota Việt dã chạy tới, lái xe là một vũ cảnh, ngồi sau là mấy thiếu niên ăn, mặc rất thời thượng. Xe dừng lại, đám thiếu niên kia nhảy xuống, vừa đi qua bên này vừa gọi, Uy Uy, Lạc Nhiên, nghe nói hai người tới đây học hả? Vừa khai giảng không lâu thì cả đám mất tích tập thể, có phải bị tôi dọa chạy mất không? Là Triệu Lục. Thằng chó này từ thời trường học trước tôi đã không ưa, mồm miệng suốt ngày phun rắm. Nếu không phải cha tôi dặn thì tôi đánh chết nó lâu rồi. Lâm Chứ Vũ giới thiệu tình huống cho Tô Sán biết, thấp giọng nói, thằng này phiền lắm, sao lại tới đây? Triệu Lục hất đầu về phía thành phố Hạ Hải, nơi đó chỉ thấp thoáng quần thể kiến trúc không cao bao phủ dưới ánh hoàng hôn. Nghe nói các cậu chạy tới nơi chó ăn đá gà ăn sỏi đọc sách, không ngờ là sự thật. Vương Uy Uy rất biết cách xử sự, không tỏ ra bất mãn, cười nói, chú Triệu tới muộn à.
Đám người này xuất hiện, Lâm Lạc Nhiên liền tỏ ra lạnh băng xa cách, chẳng thèm để ý Vương Uy Uy nói chuyện với bọn chúng. Đám Triệu Lục ở một vòng tròn, Vương Uy Uy ở một vòng tròn khác, hai bên mặc dù chưa tới mức không đội trời chung, song từ quan hệ hai phía có thể đoán ra sơ bộ bố cục phân tranh lợi ích của hai thế lực. Đang chơi bóng rổ hả, bọn này bốn chấp năm người bên đó luôn. Triệu Lục cởi áo ngoài ra, thách thức, Lâm Chíu Vũ nhổ bãi nước bọt, bọn tao không quen ỉ đông hiếp ít. Triệu Lục mặt biến sắc, câu này rõ ràng ám chỉ bọn chúng ở trường cũ quen ỉ đông bắt nạt người khác. Lưu Vũ Nhiên rất khôn ngoan, các anh chị chơi đi, em đứng cổ vũ. Lâm Lạc Nhiên gật đầu, cô cũng muốn cho Tô Sán một cơ hội thực chiến. Chiều cao trung bình của đám Triệu Lục hơn phía Vương Uy Uy một chút, Vương Uy Uy dựa vào cơ thể rắn chắc cùng lối chơi xông xáo bù đắp thiếu sót kỹ thuật, miễn cưỡng theo kịp tiết tấu. Kỹ thuật của Lâm Chíu Vũ không tệ, chỉ có điều thể lực hơi kém, chơi được 10 phút đã thở phì phò, động tác chậm chạp hẳn. Phía bọn họ hoàn toàn dựa vào kỹ thuật cao siêu, cùng sự gieo dai linh hoạt của Lâm Lạc Nhiên đột phá bốn tên nam tử cao lớn Triệu Lục, không bị bỏ cách quá lớn, vẫn duy trì được thế bám đuổi. Nhưng sau khi đối phương nhìn ra được Tô Sán là chim non, uy hiếp lớn nhất chỉ có Lâm Lạc Nhiên, phân ra hai tên theo sát cô, tình thế lập tức biến đổi. Xem ra đám Triệu Lục chơi thường xuyên, đều là hảo thủ, Lâm Lạc Nhiên cứ có bóng là bị kèm sát, thi thoảng kêu nhỏ. Chẳng mấy chốc mồ hôi đầm đìa rơi vào khổ chiến, khó lắm mới chuyển bóng sang cho Tô Sán, chưa giữ nóng tay đã bị đối thủ cười hô hố đoạt mất. Giang Lê ở ngoài sốt ruột hò hét, lợn béo mau cướp bóng lại đi, kỹ thuật hạng 3, cố lên. Điểm số lên tới 15-10, Triệu Lục lộ vẻ đắc ý, nhìn Lâm Lạc Nhiên áo dính mồ hôi bám sát vào thân hình nảy nở đang cố sức vẫy vùng, máu huyết mỗi người đều sôi lên. Quả bóng lăn tới trước mặt Tô Sán, y vừa cúi xuống ôm lấy, Giang Lê ôm mặt làm bộ dạng không muốn nhìn, kỹ thuật hạng 3, mau truyền đi, truyền cho chị Lâm. Hai tên cao lớn phía Triệu Lục lập tức che kín Lâm Lạc Nhiên, không cho cô lấy bóng, nói thực nếu không phải thể lực của con gái vốn thất thế với con trai, bọn họ đã không thể kéo giãn được điểm số. Triệu Lục vốn chặn Lâm Chíu Vũ nhếch miệng cười, thể lực tiêu hao lớn Lâm Chíu Vũ sắp không nhúc nhích được nữa rồi. Hắn liền bỏ sang kèm Tô Sán, tốc độ hắn không nhanh, tính hồi phục thế lực, sau đó cướp bóng của Tô Sán phản công nhanh. Trong bốn người thì Tô Sán mới chỉ hơi mệt, dù sao cơ hội nhận bóng của y ít nhất, thời gian giữ được bóng lại càng ít. Đám Vương Uy Uy đều nhìn ra, Tô Sán là máy truyền bóng của đối phương, chỉ cần truyền bóng cho y, nhất định y sẽ sang tay cho đối thủ. Tất nhiên Tô Sán có khả năng ném xa ghi điểm, song ở trận đấu thế này, không có thời gian cho y thảnh thơi nhắm rổ. Không chỉ đối thủ quấy nhiễu, mà cả ảnh hưởng tâm lý cũng khiến độ chính xác của y giảm thảm hại. Ném 8 quả mới chỉ ăn may được một quả thôi, đám Mậu Tiểu thì còn tính dùng mình làm vũ khí bí mật gì đó, đúng là quá lý tưởng hóa rồi. Triệu Lục thong thả tới trước mặt Tô Sán, hai tay giang ra, phong tỏa hết đường tiến của Tô Sán, chỉ quả bóng trong tay y, trêu, giao cho tôi đi. Giang Lê trông thấy Triệu Lục cố ý tạo dáng, ngứa mắt nói, xì, tưởng mình là Châu Tình Trì à. Tô Sán nhìn quanh, dưới rổ đám Vương Uy Uy đều bị thân hình to lớn của đối phương đẩy vào góc chết, họ thể lực suy giảm không chiếm lại được vị trí có lợi. Ai cũng nghĩ rằng Tô Sán chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn nộp bóng, hoặc là bị cướp, kết quả đều giống nhau, song y còn lựa chọn cuối cùng. Thu bóng lại sát người, dùng cả 5 ngón tay giữ bóng, tay còn lại nâng bóng, Tô Sán có ngón tay dài tinh tế rất phù hợp chơi piano. Mặc dù vì gần đây tập đập bóng hơi sưng, nhưng không ảnh hưởng một tay có thể nắm trọn cả quả bóng. Nhớ lại cảm giác bóng mà Lâm Lạc Nhiên nói, thả lỏng bản thân, ổn định. Lời Lâm Lạc Nhiên không ngừng vang bên tai, không phải động tác mà cả tâm lý, thở ra một hơi, Tô Sán nhảy lên, cảm giác nhẹ bỗng. Là chuyền bóng, Triệu Lục nhảy lên theo, tay vươn ra nhu tay vượn, vô ích thôi. Không, không phải là chuyền bóng, mắt Vương Uy Uy nheo lại, Lâm Lạc Nhiên đã chuẩn bị đón bóng. Vươn người, hai tay nâng bóng ném đi, bóng bay lên không, vượt qua đầu của tất cả mọi người. Lưu Vũ Nhiên siết chặt tay, Giang Lê bất chấp thân phận chửi, kỹ thuật hạng 3. Ném bóng bừa bãi cái, quả bóng vẽ lên một đường cong, rơi gọn vào rổ. Chó! Câu chửi vừa vọt ra khỏi miệng, Giang Lê đã đưa tay bịt lấy mồm mình. Đám Triệu Lục đưa mặt nhìn nhau, sơ suất quá. Không sao, chó ngáp phải rồi thôi, còn chưa xong đâu.
Triệu Lục phất tay không để ý, trận đấu tiếp tục, thế nhưng bắt đầu có thứ thay đổi. Vốn trước đó tránh chuyền bóng cho Tô Sán hết mức có thể, hiện giờ chỉ cần cơ hội thích hợp là đám. Vương Uy Uy chuyền bóng cho Y, sau đó Tô Sán bật nhảy ném bóng. Bóng mang theo quỹ tích cực hiểm, bao lần làm không khí sân bóng sôi trào. Mặc dù về sau bị kèm sát quấy nhiễu, Tô Sán vẫn giữ được tỷ lệ ném rổ thành công trên 60%, đám Triệu Lục không còn nhàn nhã dạo chơi được nữa. Bắt đầu quát tháo lẫn nhau, còn Tô Sán càng lúc càng nắm chuẩn xác kỹ thuật ném bóng, cảm giác mỗi lúc một tốt, tự tin mỗi lúc một tăng. Chỉ cần bóng chuyền tới tay Tô Sán là bốn người Triệu Lục giật đánh thót một cái. Đây chỉ là cái sân bóng rổ nhỏ, nhỏ hơn sân bóng tiêu chuẩn rất nhiều, bóng cứ vào tay Tô Sán, thậm chí Y chẳng dẫn bóng lấy một bước, lập tức nhảy lên ném bóng đi. Triệu Lục tức sôi gan, chửi bới cả lên, con mẹ nó, ít nhất mày cũng phải dẫn bóng đi vài bước chứ. Xin lỗi, cái đó tôi còn chưa học. Tô Sán nói thật, Lâm Lạc Nhiên mới dạy Y đúng hai thứ, đập bóng và vẫn là đập bóng kiểu cắt kéo. Triệu Lục thiếu chút nữa trượt chân ngã, cảm giác hết sức thất bại. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Chương 95, chị em. 17-13, 19-17, 23-27 rồi 27-33. Bên phía Triệu Lục cắt ra hẳn một người kèm Tô Sán, bất kể là Y có lùi về tận sân nhà đi chăng nữa cũng theo, nếu không ở cái sân bóng nhỏ này, chẳng chỗ nào Tô Sán không dám ném rổ. Thế nhưng như thế thì thả lỏng Lâm Lạc Nhiên, mà một chọi một thì không ai là đối thủ của cô gái này. Lâm Lạc Nhiên mặc sức thể hiện vũ khúc yêu tinh say đắm của mình trên sân. Bên ngoài mọi người cổ vũ càng lúc càng hăng, trận đấu lên tới cao trào, phía Tô Sán đã đuổi kịp, vượt qua rồi kéo giãn khoảng cách. Triệu Lục cầm bóng đột nhiên gào lên tức tối đập dầm xuống, quả bóng nện xuống sân bật thẳng lên, nhìn chằm chằm vào Tô Sán, Vương Uy Uy, Lâm Chứ Vũ lập tức tới trước mặt Tô Sán chuẩn bị đánh nhau. Triệu Lục ngơ ngơ nhìn Tô Sán một lúc rồi phí cười, đi tới, mẹ cái con chim non này ném bóng rất chuẩn xác lắm, làm quen một chút. Kỳ thực người ghi điểm nhiều nhất là Lâm Lạc Nhiên, song không thể phủ nhận Tô Sán là điểm nhấn của trận đấu, khiến trận đấu trở nên quái dị. Không đợi Tô Sán đáp lời, Vương Uy Uy vòng tay kẹo cổ Tô Sán, tự hào nói, Tô Sán, người anh em của tôi. Triệu Lục gật đầu thu tay lại, còn vài phần không cam tâm, phất tay gọi ba tên đồng bọn, đi thôi. Lưu Vũ Nhiên, Giang Lê chạy ùa tới gieo hò. Giang Lê phấn khích tới mức Tô Sán tin nếu mình không mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì cô bé này dám lao vào ôm mình cũng nên. Trời đã ngả bóng, Lâm Lạc Nhiên giữ Tô Sán lại ăn cơm, Tô Sán lắc đầu, hôm nay tôi tới đây giao hàng, vừa vặn gặp mọi người thôi, giờ phải về rồi. Hôm nay chơi rất vui, sau này chơi tiếp, thường xuyên tới đây chơi nhé. Vì hôm nay làm đám Triệu Lục bại trận, Lâm Chứ Vũ đã coi Tô Sán thành người trong nhóm, rất nhiệt tình. Tới trường cũng gặp được nhau mà. Anh em Lâm Chứ Vũ đột nhiên trầm mặc, Tô Sán biết những đứa trẻ như bọn họ, nhìn thì sung sướng. Thực ra quỹ tích nhân sinh không hề đơn giản, hôm nay bọn họ có thể tới Hạ Hải học, mai thôi rất có thể phải chuyển sang thành phố khác. Với người bình thường mà nói, vận mệnh chính là thứ giống như số mệnh, khó mà thay đổi được. Với họ mà nói, vận mệnh là bầu trời này, đám mây này, thế giới bao la, nhưng khó tìm được quỹ tích của mình. Tô Sán đón xe bus ở đường Vành Đai trở về thành phố, Giang Lê nhìn theo chiếc xe bus tới xuất thần, Lưu Vũ Nhiên gãi đầu hỏi, sao thế? Giang Lê cười hì hì, má hồng hồng, không khó nhìn ra cái mầm mỹ nhân tương lai, em không gả cho Kim Thành Vũ nữa, em muốn gả cho Tô Sán. Lưu Vũ Nhiên vỗ trán đánh bộp, làm vẻ ông cụ non nói, thật phức tạp. Giang Lê một tiếng quay sang nhìn Lâm Lạc Nhiên, đúng là phức tạp, còn phải vượt qua chị Lâm nữa. Vì chúc mừng thành tích thi giữa kỳ xuất sắc của Tô Sán, Tằng Toàn Minh lại có cớ gọi mọi người tới nhà ăn cơm. Tằng Na có chút né tránh Tô Sán, thế nhưng tới tận lúc ăn cơm Tô Sán cũng không nói chuyện có nam sinh ở trường dây dưa lằng nhằng với cô. Ở bàn cơm Tằng Na thi thoảng lại nhìn đứa em trai này của mình, tự nhiên thấy xa lạ. Cảm giác này không nói rõ từ đâu tới, trong nhà, cô là người duy nhất còn chưa thích ứng được với sự thay đổi của Tô Sán. Tằng Toàn Minh nhận ra con gái thi thoảng lại thất thần, hồn vía như ở đâu đâu, bất chợt hỏi Tô Sán, Nana ở trường thế nào, có chơi bời không? Tằng Na giật mình, khẩn trương nhìn Tô Sán,
Không ngờ cha trước nay luôn tin tưởng mình giờ lại đi hỏi tình hình của mình với Tô Sán. Tô Sán lắc đầu, không ạ, lớp các chị ấy rất nghiêm, thường ngày rất ít khi cháu thấy chị cả ra ngoài chơi giữa tiết, toàn ở lớp làm bài. Tằng Toàn Minh gật đầu, bộ dạng rất là hài lòng, ừ năm cuối rồi, nên chăm chỉ hơn, muốn chơi sau này còn nhiều thời gian. Dạ, con biết. Tằng Na thầm thở phào, cô rất sợ cha mình, ở nhà cô có thể luộm thuộm, có thể không làm việc nhà, đều không sao hết, nhưng nếu lơ là học hành sẽ là vấn đề lớn. Càng thấy gần đây Tô Sán thay đổi nhiều, trước kia thích ba hoa chích chòe trên bàn ăn, càng thích mách lẻo chuyện của mình, chỉ cần nắm được chút điểm yếu của mình là thằng em này nhất định ít xít ra nhiều. Làm cô rất ghét. Nếu trước kia ở trường có nam sinh theo đuổi mình, Tô Sán sẽ tóm chặt lấy không buông. Dù sao trước kia mình cũng thường mách cha mẹ nó chuyện nó thích nữ sinh, làm Tô Sán bị giáo huấn, cho nên quan hệ hai chị em hơi cứng. Thế nhưng bây giờ hai chữ chị cả trong miệng Tô Sán rất thân thiết, không hề thấy phản cảm sởn gai ốc. Ngược lại thấy trong lòng có một thứ trước kia mình luôn né tránh đã xuyên qua cửa sổ chiếu vào, có chút ấm áp. Lúc này mọi người nói tới chuyện Tô Lý Thành, làm phó giám đốc công ty công trình số 4, Tằng Toàn Minh khinh thường, cái công ty đó thì có tương lai quái gì, giờ cậu ngồi lên cái ghế đó để mà dọn đống phân do Triệu Thành Vinh để lại à? Tôi là tôi sẽ không phê duyệt công trình cho công ty cậu đâu, dù muốn duyệt cũng chẳng duyệt nổi. Tằng Toàn Minh cũng là từ công ty công trình số 4 mà ra, sau đó mới tới cục kiến thiết, hiện ông có tình cảm với công ty này hay không cũng khó nói, khả năng là vừa yêu vừa hận. Một là nơi đó lưu giữ nhiều ký ức phấn đấu thời trẻ của ông, hai là nơi đó cũng làm ông lỡ dở tuổi trẻ. Tới giờ công ty bị một đám người làm dở sống dở chết, tình cảm ấy có lẽ đa phần là phẫn hận. Tằng Toàn Minh không phải là người nguyên tắc khô cứng, Tô Lý Thành làm phó giám đốc công ty, ông cũng có hỗ trợ tương ứng để em vợ thuận lợi hơn trong công việc. Chỉ là hiện công ty đang bị rất nhiều người lên án, mọi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào đó, làm gì cũng phải cân nhắc kỹ càng. Và lại cái ghế cục trưởng của Tằng Toàn Minh cũng không phải là đã ngồi vững vàng, khối người đang lăm le đằng sau, hiện trên tỉnh nhiệt độ biểu dương đã qua. Công tác triển khai khó khăn, Phó Bí thư Thành ủy Vương Kim Vinh lại ngứa mắt với ông, hẳn đã quy kết ông vào trong thế lực của thị trưởng Hồng Tiểu Thiên. Từ khi Hồng Tiểu Thiên cải cách quy hoạch thành phố tới nay, thay đổi tác phong nhún nhường trước đó, bắt đầu có hành động. Như thế khó tránh khỏi khiến Bí thư Thành ủy Lưu Lam thấy quyền uy của mình bị dao động, cho rằng Hồng Tiểu Thiên không yên phận nữa. Chuẩn bị xới đất ở Hạ Hải, Lưu Lam là tảng đá chấn sơn tất nhiên cũng phải phản ứng lại, mấy lần Hồng Tiểu Thiên đề nghị điều chỉnh nhân sự đều bị gác lại. Cục kiến thiết của Tằng Toàn Minh cũng cảm thấy có áp lực, một số hạng mục liên quan tới chính tính của Hồng Tiểu Thiên ít nhiều bị hạn chế. Lúc này nếu Tằng Toàn Minh xen vào chuyện công ty công trình số 4, Lưu Lam và Vương Kim Vinh muốn hành động có chỗ mà vịn vào rồi. Tô Lý Thành biết chỗ khổ của anh vợ nên không nói nữa, về tới nhà Tằng Kha an ủi chồng, không sao phía anh cả thì em có thể nói một chút, công ty có khó khăn. Mặc dù không mở đặc cách gì nhưng đúng trình tự làm, anh ấy cũng sẽ hỗ trợ, như kiếm chút khoản vay, giúp công ty vượt qua chỗ khó, vấn đề vẫn là tự thân công ty, nếu không. Tô Lý Thành khoát tay, không phải đơn giản vậy đâu, khó khăn của công ty không phải ở vấn đề tài chính, lần này giám đốc đồng xuống. Bên trên vẫn phải hỗ trợ chút tài chính, vấn đề là chữ tín, ai nhắc tới công ty bọn anh cũng không tin tưởng nữa. Hai nữa là thực lực của công ty, từ khi bác Triệu bất mãn nghỉ hưu dẫn theo một nhóm kỹ sư cốt cán, công ty không còn năng lực thực hiện công trình lớn nữa. Tô Sán chỉ nghe vậy thôi, về phòng làm bài tập, thực hiện hết nghĩa vụ học sinh rồi đi ngủ. Chương 96, không vừa mắt. Sáng hôm sau thức dậy, ra phòng khách đã thấy cha ngồi đó, trên bàn là tài liệu ngổn ngang, mẩu thuốc lá trong gạt tàn chất đống tràn cả ra ngoài. Cha lại thức qua đêm rồi, chắc không muốn ảnh hưởng tới giấc ngủ của mẹ nên ra phòng khách làm việc. Rốt cuộc mình khuyến khích cha truy đuổi Triệu Thành Vinh tới cùng là có nên không, đáng lẽ để cha thất thế nhân cơ hội xúi cha bỏ việc ra phụ mẹ tốt hơn bây giờ. Theo lịch sử cái công ty đó càng ngày càng bết bát, mình không thể giúp gì được, lúc trước mình đúng là lỗ mãng, không suy nghĩ chu toàn, làm cha càng thêm đau đầu. Chiều thứ 6, đã hết 2 tiết đầu, 2 tiết thể dục phía sau Tô Sán xin nghỉ, đeo cặp về trước, khi đi qua thao trường, đám Mậu Tiểu thì gọi, Tô Sán, làm vài trận đã rồi hãng về. Vội gì? Tô Sán lắc đầu, ở nhà có chút việc, tao đi trước đây.
Bóng lưng Tô Sán trong mắt người ở thao trường càng lúc càng nhỏ. Đỗ Đình chợt hỏi, trong nhà Tô Sán thực sự có chuyện gì rồi sao? Câu này rõ ràng là hỏi vì Đường Vũ. Gần đây Tô Sán ở trên lớp học không tập trung, giáo viên gọi mấy lần mới biết. Tan học thi thoảng đi cùng hai người bọn họ cũng nghĩ đâu đâu, hôm nay càng về sớm bỏ cả chơi bóng rổ. Mộ Tiểu Thì và Tiết Dịch Dương là hai người chơi rất thân với Tô Sán, từ miệng họ hỏi ra được bối cảnh của Tô Sán. Cha y hình như gần đây lên làm phó giám đốc một công ty kiến trúc, công ty đó trước kia rất có tiếng, nhưng giờ sắp phá sản, vấn đề rất lớn. Tiết Dịch Dương cũng từ lời đối thoại của cha mẹ biết được đại khái, đương nhiên chuyện đơn vị chửi mắng Tô Lý Thành thì hắn không nói ra, cũng không nói với Tô Sán. Vậy phải làm sao, nhà Tô Sán sẽ không có biến cố gì chứ? Rất nhiều nữ sinh lòng mềm yếu đa cảm liền trở nên lo lắng, làm tâm tình Trần Linh San cũng trở nên không tốt. Đường Vũ vẫn nhìn theo bóng lưng Tô Sán, lông mi chớp chớp, tay trái bóp chặt lấy tay phải. À, công ty công trình số 4 hả? Tôi không biết cái công ty đó, có điều tiền giám đốc của bọn họ hiện đang quản vật liệu cho cha tôi, trông cũng chẳng ra làm sao. Trương Tích cũng chẳng phải là cố ý hạ thấp Tô Sán, gần đây nhóm của hắn cũng tiếp cận Tiết Dịch Dương. Có ý lôi kéo quan hệ với Tô Sán, nghe thấy thảo luận chuyện này liền nói vào, mang theo phương thức vinh vinh nhất quán. Tô Sán đi ra đường chính, bắt xe bus tới khách sạn Khải Lai. Cửa khách sạn đã hết sức náo nhiệt, chính phủ thành phố mở hội mời gọi đầu tư rất tưng bừng. Đại sảnh bày mấy chục bàn hoa qua rượu bánh, ở một chiếc bàn nằm ngoài rìa, Tăng Toàn Minh, Tô Lý Thành, Đông Kiến Quân đang trò chuyện. Đông Kiến Quân tỏ ra hết sức niềm nở với Tăng Toàn Minh, Tô Lý Thành còn có tầng quan hệ này, làm ông ta cực kỳ mừng rỡ, thời gian qua ông ta sức đầu mẻ chán chạy trọt quan hệ cho công ty. Có điều ông ta cũng nhìn ra Tăng Toàn Minh có chỗ khó, cũng không kể khổ quá nhiều, trước tiên gây dựng tốt quan hệ đã, với công ty mà nói hiện, có chút quan hệ thế này cũng là quý báu lắm rồi. Tô Sán còn thấy cả bí thư thành ủy Lưu Lam đã từng thấy ở khách sạn Bát Nhất, con trai ông ta là Lưu Vũ Nhiên đang học sơ trung năm thứ ba, chắc bận học nên không có mặt ở đây. Sắp tới cuối năm, công tác mời gọi đầu tư của chính phủ làm khá thành công, mấy đầu não cơ quan, vài vị thường ủy thành phố cũng đã tới đủ. Cái thằng bé này, cứ nhất định muốn theo. Tô Lý Thành xoa đầu Tô Sán nói, Đông Kiến Quân ồ một tiếng, Tô Sán lại thích chỗ của người lớn sao? Tăng Toàn Minh lại rất thích Tô Sán trưởng thành trước tuổi, nói về đứa cháu này tỏ ra rất đắc ý, tới xem cũng tốt, tiếp xúc va chạm nhiều có lợi cho tương lai. Tô Sán cũng biết mình có chút tiếng nói với cha mẹ và cậu cả, hôm nay hội mời gọi đầu tư, không ít người ở các huyện thị ngoài tới. Nếu công ty cha ở Hạ Hải không có hy vọng gì, vậy tìm cơ hội ở ngoài. Tuy thằng nhóc như y chẳng làm được gì nhiều nhặn, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không làm gì hết. Thị trưởng Hồng Tiểu Thiên, Phó Bí thư Thành ủy Vương Kim Vinh lên phát biểu khẳng định thành quả mời gọi đầu tư năm nay của Ủy ban Kiến thiết Đô thị, Cục Quy hoạch Kiến thiết, cùng các cơ quan công ty hữu quan, nhấn mạnh phải tranh thủ từng giây từng phút, đẩy mạnh kiến thiết cơ sở hạ tầng thành phố, tăng cường kiến thiết trung tâm thành phố, nỗ lực sáng tạo hoàn cảnh phát triển và sinh sống tốt đẹp. Công trình quảng trường Tinh Hải là tiêu điểm của toàn Hạ Hải hiện nay, đơn vị thi công là một công ty kiến trúc Canada, tới trợ giúp thành phố Hạ Hải, làm toàn thể lãnh đạo được uống thuốc an thần. Lưu Lam và Hồng Tiểu Thiên ở hạng mục này rất hợp tác, 2-3 năm sau đổi khóa, đây là chiến tích vững vàng của bọn họ. Vị đại biểu của công ty Canada kia trên bữa tiệc tỏ ra rất nhã nhặn, mặc chiếc áo ghi lê, tóc chảy chuốt gọn gàng, đeo kính gọng vàng. Nói chuyện mang theo vài phần phong cách của phần tử trí thức vùng Duyên Hải, có tên tiếng Anh là Lyra, tên tiếng Trung là Lý Ngân Hà. Chu Xuân Lan của Ủy ban Kiến thiết Đô thị đưa Lý Ngân Hà tới bàn Tăng Toàn Minh giới thiệu. Công ty kiến trúc Tinh Quang chúng tôi và quảng trường Tinh Hải của quý vị đúng là có duyên, đây là công trình đầu tiên của công ty chúng tôi khi tiến vào nội địa. Sẽ lấy ra 100% thực lực, đảm bảo xây dựng quảng trường Tinh Hải thành quảng trường trung tâm có tính đại biểu nhất trong các thành phố Trung Tây Bộ. Mấy vị đầu não đều cười lớn phụ họa. Tăng Toàn Minh chỉ bình đạm gật đầu, ông ta thuộc phái hành động, không thích mấy kẻ thích huênh hoang, ăn to nói lớn. Chu Xuân Lan không hài lòng, Ủy ban Kiến thiết và Cục Quy hoạch Kiến thiết ở thành phố khác nhau có phân công chức năng khác biệt. Ở Hạ Hải, Ủy ban Kiến thiết cao hơn Cục Kiến thiết nửa bậc, bọn họ thuộc về Đảng ủy còn Cục Kiến thiết thuộc về Chính phủ. Phụ nữ lên được chức vị này thì trong tính cách đều rất cường thế, thường hơn nam nhân. Tăng Toàn Minh làm cục trưởng,
hai bên trao đổi bàn bạc công tác nhiều hơn, vì thế mà cũng sản sinh va chạm càng nhiều. Ngoài ra bà ta là người thuộc hệ Vương Kim Vinh, càng không cần nể nang Tằng Toàn Minh. Đối với Tằng Toàn Minh được liệt vào hệ Hồng Tiểu Thiên thì Vương Kim Vinh rõ ràng là ngứa mắt, vốn ông ta có nhân tuyển chuẩn bị tấn công chức cục trưởng cục kiến thiết. Ai ngờ mượn lực từ một kỳ báo đảng nội bộ, Hồng Tiểu Thiên chơi nước cờ đẹp, đưa Tằng Toàn Minh lên, làm nhiều chuyện của ông ta trở nên vướng víu. Tính cách của Tằng Toàn Minh cũng làm Vương Kim Vinh cực ghét, nhận xét Tằng Toàn Minh không có tư thái cán bộ, đánh giá của ông ta là dở ông dở thằng. Nhìn bộ dạng ngứa mắt của Tằng Toàn Minh, Vương Kim Vinh hừ một tiếng, bọn họ danh nghĩa là mừng công cho các đồng chí cơ quan hữu quan, có điều trọng tâm là Lý Ngân Hà. Thông qua bàn đạp là quảng trường Tinh Hải, nếu có thể tranh thủ được đầu tư Canada trong tương lai, thì đó là miếng bánh rất lớn, đến bọn họ cũng phải nhũn nhặn, Tằng Toàn Minh tưởng mình là ai. Còn cao giá hơn cả phó bí thư thành ủy à? Ông Thanh cao thì chúng tôi đây là cái gì? Không vừa mắt người khác có thể nhịn, với Tằng Toàn Minh thì không cần, vì ông ta chẳng nể nang mình đâu. Chu Xuân Lan nhìn thấy Đông Kiến Quân lúc này đối diện với các đầu não thành phố còn có chút gò bó, cười nói, "A Kiến Quân, anh cũng ở đây à?" Đông Kiến Quân đứng dậy bắt tay Chu Xuân Lan, hai bọn họ là bạn học cũ, thời trẻ Chu Xuân Lan còn theo đuổi ông ta, đương nhiên cuối cùng giữa hai bọn họ không có kết quả gì. Năm tháng trôi qua, nhiều thứ đã thay đổi. Giờ gặp lại, cả hai đều đã già rồi, không khỏi có chút bùi ngùi xúc động. Các bạn đang nghe truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 97, nghi ngờ. Đây là phó giám đốc của các anh, nghe nói là thân thích của cục trưởng Tằng. Chu Xuân Lan chuyển hướng sang Tô Lý Thành, nụ cười ẩn chứa đao kiếm. Đông Kiến Quân ngạc nhiên, ông ta không ngờ hai người vừa bộ dạng bạn cũ lâu năm gặp lại, thoáng cái đâm mình một nhát. Thân thích của cục trưởng cục kiến thiết lại làm phó giám đốc công trình, chuyện này không khiến người ta sinh liên tưởng mới lạ, cũng rất dễ gây ra vấn đề mẫn cảm. Người thuộc hệ Vương Kim Vinh rất biết thừa cơ phát huy, Đông Kiến Quân. Công ty công trình số 4, anh chính là vị giám đốc mới nhậm chức. Ồ, một tiếng ồ kéo dài, vẻ mặt nhiều người trở nên rất đáng suy nghĩ. Tô Lý Thành nhìn cảnh trước mắt, biết gần đây công ty công trình số 4 của mình nổi tiếng ở Hạ Hải rồi, nhưng không phải tiếng tốt, mà là một loạt vấn đề an toàn, chất lượng cùng chữ tín. Con lạc đà đã sắp gầy chết, rất nhiều người chỉ đứng vây quanh chỉ trò trò cười nói, nhưng không một ai cho nó lấy một miếng ăn. Giả dối than thở cho quá khứ huy hoàng của con lạc đà, thỏa mãn sự tự tôn ti tiện của mình. Đại khái, tình hình công ty công trình số 4 là thế. Chu Xuân Lan thấy mình tạo dư luận cũng đã đủ rồi, lời trong ý ngoài nói, công ty các anh gần đây nhiều vấn đề lắm đây. Nên chấn chỉnh thì phải chấn chỉnh, có vấn đề phải tra xét, trọng trách rất lớn. Vừa điểm danh Tô Lý Thành và thân thích của Tằng Toàn Minh lại nói những lời này, ý đồ quá rõ ràng rồi. Đồng chí Tô Lý Thành là đồng chí tốt, đã góp công lớn trong việc phát giác vấn đề của công ty, được tổng bộ tin tưởng trong lần trọng tổ công ty lần này. Đông Kiến Quân không biết vì sao Chu Luân Lan lại công nhiên tỏ thái độ như thế trước đầu não các cơ quan. Chuyện này sẽ khiến công tác của ông ta gặp rất nhiều phiền phức, thêm lực cản cho con đường sự nghiệp của ông ta. Con người quá nhiên không thể quay lại sự mỹ hảo khi xưa, dĩ vãng như làn khói, con người là động vật luôn theo đuổi lợi ích bản thân. Lý Ngân Hà chỉ cười nhẹ, không tham gia vào cuộc đối thoại, gần đây tới cục kiến thiết làm việc hắn chịu đựng cái mặt thối của Tằng Toàn Minh rồi, nên giờ cũng hả hê lắm. Đám người theo Vương Kim Vinh dẫn Lý Ngân Hà qua bàn bên cạnh chào hỏi, nhìn Đông Kiến Quân xa xút, Chu Xuân Lan lúc xoay người đi cũng có chút áy náy, song chỉ là một chút mà thôi. Tô San chứng kiến chuyện này càng hiểu thêm cha hiện nay phải đối diện với khốn khó lớn thế nào, cậu cả của mình cũng chỉ phong quang bề ngoài mà thôi. Cả bàn trở nên trầm mặc, mọi người chỉ chú tâm uống rượu, vẻ mặt không tốt. Con đi vào nhà vệ sinh. Tô San nói một tiếng, chẳng biết cha có nghe thấy không, rời bàn tới thẳng nhà vệ sinh. Vừa vào gian vệ sinh thì nghe thấy ở gian bên có người nói chuyện, ây ra, lão Trịnh cứ yên tâm đi lớ. Rơi vào tay ngộ rồi còn bay được sao, bên ni chỉ là chuyện nhỏ thôi à, cứ vậy mà tiếp nhận đi thôi, phía lão quỷ thế nào? Là giọng Lý Ngân Hà, song không phải là khẩu âm phổ thông lai Tây như lúc nãy, đây là tiếng Việt chính cống, Hạ Hải là thành phố nhỏ khá bế tắc, người hiểu được gần như không có. Có điều rất khéo,
trước kia là trưởng phòng hạng mục, tiếp xúc nhiều với thương nhân Hồng Kông quay lại nội địa đầu tư, cho Tô Sán hiểu được tiếng Việt. Ngay từ đầu Tô Sán đã chú ý tới Lý Ngân Hà rồi, vì ở đời sau quảng trường Tinh Hải phải 3-4 năm sau mới lục tục khởi công, tuy Tô Sán không hiểu nguyên cớ làm sao. Thế nhưng nay công trình khởi công sớm như vậy, rõ ràng Lý Ngân Hà là nhân vật quan trọng, muốn biết thay đổi có liên hệ gì tới sự quay lại của mình hay không. Theo miêu tả của Lý Ngân Hà, tập đoàn kiến trúc của Vancouver ở Canada nếu có thực lực kinh tế lớn như vậy, quảng trường Tinh Hải chẳng thể tiến triển chậm chạp như thế, trì hoãn mấy năm liền. Rốt cuộc là lịch sử đã thay đổi, hay có điều gì đó làm ảnh hưởng tới công trình? Quan trọng nhất là Lý Ngân Hà cố ý dùng tiếng phổ thông lơ lớ kiểu Tây hiện giờ lại rất thuần thục tiếng Việt, làm Tô Sán có cảm giác bất an, mà một thương nhân lớn, bạn bè lại có ai lấy cái tên lão quỷ khiến người ta nghe chẳng thoải mái chút nào. Nếu như Lý Ngân Hà biết chỉ vài câu nói của mình khiến Tô Sán sinh ra nhiều nghi ngờ như thế, đảm bảo cực kỳ hối hận. Tô Sán trong lúc suy nghĩ không cẩn thận chạm vào tường, phát ra một tiếng cạch. Cuộc trò chuyện qua điện thoại bên kia ngưng bặt, nhà vệ sinh lặng ngắt. Không khí như trong phim kinh dị khiến người ta sởn gai ốc. Mọi thứ phát sinh chỉ trong tích tắc, Tô Sán lập tức bình tĩnh lại, thản nhiên giật nước, đồng thời chẳng hề che giấu tiếng bước chân. Ngâm kha một bài hát, đi ra, vặn nước rửa tay rào rào, mắt nhìn qua gương, thấy cánh cửa gian Lý Ngân Hà ngồi mở ra một khe nhỏ. Tô Sán vẫn vờ như không nhìn thấy gì hết, rời nhà vệ sinh, để lại bóng lưng gầy gầy. Ở phía kia, Lý Ngân Hà nhìn chằm chằm Tô Sán thật lâu qua kính cận, con ngươi lạnh băng mất một lúc mới hoạt động lại, nhíu mày, trong điện thoại có tiếng hỏi, sao thế? Bên đó xảy ra chuyện gì à? Lý Ngân Hà khôi phục tiếng phổ thông lai Tây, áp sát di động vào tai, không có gì, gian bên có thằng nhãi con. Có điều hẳn không có vấn đề gì đâu. Tô Sán rời nhà vệ sinh, vẻ trấn định cố giả vờ ra biến thành hoảng loạn, bước chân cũng nhanh hơn, tim đập như trống. Tuy có trải nghiệm tương lai, nhưng cả ở tương lai y cũng là nhân vật nhỏ thôi, nghĩ tới khả năng có thể xảy ra, không hốt hoảng mới lạ. Cảm giác này giống cái lúc y cầm gạch đánh Trần Sung, tim đập mãnh liệt, cơ thịt co lại, thậm chí run rẩy, thậm chí da bắt đầu nổi gai ốc. Chỉ bởi vì ý chí mạnh mẽ, cân bằng được hoảng loạn tràn tới như từng đợt sóng. Tô Sán nhìn về phía bàn mình, cha vẫn đang uống rượu, y liền tới phía cô phục vụ, chị ơi, cho em mượn một cái bút và một tờ giấy. Đợi chút nhé em trai. Phục vụ ở khách sạn Khải Lai không những trẻ trung xinh đẹp, phục vụ cũng cực tốt, nhanh chóng đi tìm giấy bút cho Tô Sán. Tô Sán tới quầy phục vụ, định viết mới phát hiện vừa rồi quá căng thẳng làm nước phun hết lên ống tay áo, cứ dính dính vào da rất khó chịu. Quay trở lại bàn, Tô Sán đưa tờ giấy cho Tằng Toàn Minh. Tằng Toàn Minh hơi ngạc nhiên, có chuyện gì không nói ngay còn giấy với tờ, cầm ra xa một chút, nghiêng đầu xem. Bên trên viết, cậu cả, cháu đề nghị lập tức điều tra thật kỹ công ty Tinh Hải và lai lịch, bối cảnh cá nhân của Lý Ngân Hà. Đặc biệt là gần 3 năm qua đi đâu, làm gì, đánh giá của người từng tiếp xúc với hắn ra sao, thế nào cũng tìm ra cái gì đó. Tô Sán tất nhiên không thể nói những lời này, xung quanh còn có những người khác, Lý Ngân Hà bị y tình cờ nghe được cuộc nói chuyện, y càng phải cẩn thận sợ đánh cỏ động rắn. Tô Lý Thành cũng ghé sang nhìn, dù sao cũng là giấy con mình viết, ông ta muốn biết con viết cho cậu cả cái gì, chẳng là tâm tính thiếu niên nổi lên. Đông Kiến Quân tất nhiên không thể tham gia vào, chỉ cười với Tô Sán. Xem xong tờ giấy, vẻ mặt Tằng Toàn Minh và Tô Lý Thành trở nên không tự nhiên, Tô Lý Thành định mắng con, có điều thấy Tằng Toàn Minh ở bên cạnh không lên tiếng nên không nói gì. Có lẽ đó là nguyên nhân Tô Sán không đưa giấy cho cha, lại đưa cho cậu của nó, rõ ràng là bất tín nhiệm, làm ông mất mặt. Chương 98, đối diện 1. Cha mẹ luôn thiên vị con mình, đồng thời cũng luôn coi con mình còn nhỏ, Tằng Toàn Minh thì khác. Nửa năm ông đã quá quen Tô Sán ngồi trong thư phòng của mình xem sách dành cho người lớn. Có thời gian ông cũng chỉ bảo thêm cho Tô Sán, còn không ngại nói cả cho y những chuyện ở cục kiến thiết và thành phố. Lời của Tô Sán, cha mẹ y nghe vào 3 phần là không tệ rồi, còn Tằng Toàn Minh sẽ nghiêm túc cân nhắc. Tằng Toàn Minh rất có kinh nghiệm đấu tranh, Tô Sán cũng hiểu, cậu cả mình tuy tính tình quái đản, nhưng rất trí tuệ, tầm nhìn hơn hẳn người khác, quả nhiên cậu cả vo giấy lại, mau chóng hủy diệt chứng cứ, nhìn Tô Sán một cái, không gì hết, rất là trầm ổn.
Điều này làm Tô Sán nhớ tới một lần cậu cả ở văn phòng được người khác đẩy một gói thuốc. Ông trực tiếp mở ngăn kéo ra ném vào, hai bên cực kỳ ăn ý, sau đó chuyện ai nấy làm. Lý Ngân Hà chủ động từ đám đầu não cơ quan đi tới, giơ ly rượu lên với Tằng Toàn Minh, cục trưởng Tằng. Trước kia nếu có chuyện gì không phải xin được bỏ qua cho, sau này chúng ta còn phải cùng nhau hợp tác. Ngữ khí có vài phần khiêm nhường, không khách khí chừng mực như trước, còn nhìn sang Tô Sán, ha ha, cậu bé này trông rất thông minh lanh lợi, tên là gì thế? Cháu tên Tô Sán, làm ra vẻ cực kỳ ngây thơ cười toe toét, chiêu giả non này Tô Sán đã luyện cực kỳ thông thạo rồi, dùng với cha mẹ không biết bao nhiêu lần. Lý Ngân Hà gật đầu, mọi người thong thả ăn, hôm khác tôi nhất định mời cục trưởng Tằng một bữa, đừng từ chối. Nhìn Lý Ngân Hà ung dung rời đi, Tô Sán cười cực tươi, nếu trước đó y chỉ có chút ngờ vực thôi, giờ hành vi chột dạ của Lý Ngân Hà đã tự bán đứng hắn rồi. Tằng Toàn Minh cũng hơi nheo mắt lại, suy nghĩ cũng giống như Tô Sán, quay sang khẽ gật đầu với y. Kết thúc bữa cơm, Tằng Toàn Minh gọi Tô Sán ra một chỗ hỏi riêng y ngọn nguồn sự việc, tiếp đó vài ngày sóng yên biển lặng, âm thầm thu thập thông tin về tập đoàn kiến trúc Tinh Quang. Cùng lúc đó đối phương thông qua Bộ Sự vụ Quốc gia báo cáo kế hoạch, làm cơ quan đầu tư thấy miếng bánh lớn sắp rơi xuống. Đối phương cũng ký cam kết hợp tác đầu tư, phương diện Hạ Hải lập tức trở nên hưng phấn. Tằng Toàn Minh qua một thời gian nghiên cứu tài liệu về tập đoàn Tinh Quang liền gọi điện cho bạn mình là Triệu Lập Quân ở Cục Công an. Tuy Triệu Lập Quân chủ yếu quản vụ án hình sự, không quản kinh tế, nhưng xét tầm nghiêm trọng sự việc nên không ngại vượt quyền. Triệu Lập Quân là bạn của Tằng Toàn Minh, hai người này có thể kết bạn vong niên, đương nhiên tính cách có chỗ tương đồng. Khi cảnh sát tham, dự vào mấy thường ủy trên thành phố mau chóng biết tin, chuyện này liền được coi trọng cao độ. Lưu Lam sống lưng lạnh toát, biết chuyện này phát sinh dưới vành mắt mình mang ý nghĩa gì. Cơ quan công an lập tức khai quật ra rất nhiều nghi vấn, ngay trong đêm thu thập chứng cứ, cái tập đoàn này chủ yếu hoạt động ở Hồng Kông, Macau và một giải duyên hải, tiến hành lừa gạt tương tự. Có cả xí nghiệp quốc gia, có cơ cấu chính phủ, thông qua cớ đầu tư, tìm kiếm đối tác, làm giả giấy tờ bằng chứng che mắt nhân viên điều tra, giành được công trình hạng mục. Dùng vật liệu giá rẻ tiến hành khai phát hạng mục, sau khi nhận được tiền công trình cấp xuống, vứt bỏ đội thi công chưa được trả lương và công trình dở dang chất lượng thấp, bốc hơi. Rất nhiều huyện thành phố bị hại thảm, mấy đầu não bị cách chức, nhưng phải nuốt trái đắng vào bụng, cũng có vài nơi lập án điều tra. Nhưng chứng cứ không đủ, manh mối thiếu hụt, thêm vào có người cố ý che đậy sai lầm, nên tới giờ chưa phá được. Đồng bọn của Lý Ngân Hà nối nhau xa lưới ở Quang Châu, Thâm Quyến, Ma Cao. Nửa tháng sau, chó đặc cảnh tìm được Lý Ngân Hà trốn trong núi sâu ở vùng Tây Bắc. Cảnh sát liên hợp của Thâm Quyến, Ma Cao cảm ơn cảnh sát Hạ Hải, tuyên bố vụ án tập đoàn lừa gạt đặc biệt lớn Hồng Kông, Ma Cao 3.1 năm bị phá thành công, giành được thắng lợi trọng đại. Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố, Chính ủy Chi đội Vũ Cảnh, Đội trưởng đội điều tra hình sự Triệu Lập Quân gõ cửa nhà Tằng Toàn Minh, trông nước ra không được tốt. Chắc vì vụ án lừa đảo mà bôn ba không ít, có điều đôi mắt rất có tinh thần, vì là người đầu tiên truy tìm manh mối nên hắn giao đảm nhận trọng trách này. Hội nghị hôm qua Chính ủy Giang ghi công cậu, lần này công của cậu không nhỏ đâu. Tằng Toàn Minh mời Triệu Lập Quân ngồi xuống, vừa pha trà vừa nói, Triệu Lập Quân xua tay, nếu nói tới lập công, nếu không nhờ manh mối lão Tằng anh cung cấp, thì làm sao chúng tôi phát hiện ra khả nghi mà điều tra. Khi liên hệ với cơ quan bên Thâm Quyến xác nhận chứng cứ, người ta còn bực mình kìa. Về sau cầu mong một ngày liên hệ 24 tiếng với chúng tôi mà còn chẳng được. Tằng Toàn Minh cười trêu, nghe nói người ta không phải chỉ cảm ơn suông hả, còn lên báo thành anh hùng trong ngành, đây là cơ hội tốt đấy. Triệu Lập Quân vì vụ án này được Bộ Công an biểu dương, còn lên nhật báo Ma Cao, đại biểu cho công an nội địa, phù hợp với tinh thần phương châm hợp tác hai bên trước ngày Ma Cao trở về. Có tác dụng củng cố liên hệ giữa Ma Cao và nội địa, còn tuyên truyền được hình ảnh tốt đẹp về ngành công an quốc gia. Lão Tằng, đừng đùa thế nữa, nếu không có anh trước kia khuyên bảo thì có lẽ tôi xuất ngũ xong đã ra ngoài xã hội lưu lạc thành lưu manh đâm thuê chém mướn rồi. Người khác nói thế tôi còn dám nhận, anh nói thế tôi chả dám. Vậy vụ án sao rồi? Triệu Lập Quân nhíu mày, nhìn Tô Sán, Lý Khôn, tên giả là Lý Ngân Hà, hắn sẵn sàng cung cấp một số chứng cứ quan trọng, có điều muốn gặp Tô Sán một chuyến, tôi đương nhiên từ chối. Hiện công tác thẩm vấn đang trong quá trình giằng co. Tằng Toàn Minh hỏi ý Tô Sán, cháu thấy sao?
Không sao ạ, để cháu gặp hắn một chuyến. Với Tô Sán mà nói đương nhiên không thành vấn đề, Lý Khôn xa lưới, nhưng ngậm miệng không khai, cơ quan cấp trên yêu cầu thúc đẩy tiến trình thẩm vấn. Triệu Lập Quân lúc đầu hơi ái ngại, Tô Sán trước kia ra vào đồn công an nhiều lần, song đối diện với một tên tội phạm là chuyện khác. Có điều thấy Tô Sán quyết ý nên đồng ý. Chuyện này phải xin phép gia đình, Tăng Kha và Tô Lý Thành kiên quyết không đồng ý, không muốn Tô Sán có dính líu gì tới vụ án. Lo đối phương báo thù, tuy Tô Sán là người đầu tiên phát hiện nghi vấn của Lý Khôn, nhưng sau khi báo cho Tằng Toàn Minh thì trong nhà giữ kín bưng chuyện này. Tô Sán hết sức bình tĩnh khuyên giải cha mẹ, thêm vào Tằng Toàn Minh vỗ bàn quyết định, vợ chồng Tằng Kha mới đành chịu. Trong phòng thẩm vấn có ba cảnh sát, hai nam cảnh sát mặt nghiêm khắc lạnh lùng, một nữ cảnh sát mày nhíu chặt, hẳn là không thích khói thuốc do nam đồng nghiệp phả ra. Tay cầm giấy bút, thẩm vấn đột kích bao lâu, song Lý không cứng đầu cố chấp vòng vo không nói tới trọng điểm, hai bên cứ vậy rằng co tâm lý chiến với nhau. Cửa mở ra, ba cảnh sát đứng dậy chào, cục trưởng Triệu. Nhìn thấy thiếu niên đi bên Triệu Lập Quân, bọn họ liền biết đây là người Lý Khôn muốn gặp, đều quan sát Tô Sán. Tập đoàn tội phạm này rất có trí tuệ, chỉ cần nhìn bao nhiêu đầu não huyện thị bị bọn chúng xoay vòng vòng là biết thủ đoạn rồi. Không ngờ lại té ngã ở thành phố Hạ Hải này, mấy lãnh đạo thành ủy đều vã mồ hôi nếu để gian kế đám người này thành công. Không dám tưởng tượng hậu quả thế nào, tài chính Hạ Hải vốn yếu ớt, chắc chắn sẽ bị trọng thương, ban bệ lãnh đạo sẽ có chấn động. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 99, đối diện 2. Tô Sán ngồi xuống ghế, Lý Khôn phía đối diện tức thì khôi phục tinh thần, nhoài người tới nhìn y chằm chằm, sau đó cười rộ lên, càng cười càng tợn, ngả người ra sau. Lý Khôn, đừng có càn rỡ. Một cảnh sát quát, bọn họ có kinh nghiệm đối phó với tội phạm, sợ hành vi thất thường của đối phương để lại ảnh hưởng tới Tô Sán. Trước khi Tô Sán tới, chính ủy đã lên tiếng căn dặn họ phải bảo vệ an toàn cho y, nhất là phương diện tâm lý. Viên cảnh sát này Tô Sán cũng quen, là một trong hai đàn em của Triệu Lập Quân, tên Cung Quân, là người hôm nọ vác con chó bỏ chạy. Là cậu đúng không? Nhất định là cậu rồi. Tôi suy nghĩ mãi không thấy mình có sơ hở gì, chỉ có chỗ cậu mà thôi, tôi thua ở chỗ nào nhỉ? Lý Khôn ngừng cười, nghiêm túc hỏi, trước khi tới đây Tô Sán đã xem tài liệu về Lý Khôn, tuổi 32, tốt nghiệp nghiên cứu sinh trường đại học có tiếng, được tiến cử. Suốt từ cao trung tới đại học, thành tích nổi bật, có rất nhiều phóng viên đang đợi hắn được thẩm vấn sau, tiến hành phỏng vấn chuyên đề xã hội. Còn nhớ lời anh nói ở trong nhà vệ sinh không, đó là tiếng lóng phổ biến trong bang hội Hồng Kông, không phù hợp với hình tượng trước đó của anh, làm tôi nghi ngờ. Biết mà, sơ suất quá. Thói quen đúng là thứ chí mạng. Tôi không ngờ trong thành phố nhỏ này lại có nhân vật như cậu. Lý không thở dài, hắn không ngờ mình thất bại ở chuyện nhỏ nhất như thế. Tô Sán cũng tung ra câu hỏi của mình, tại sao anh lại hoài nghi tôi? Sau khi đưa ra nghi vấn với cậu cả, y chưa từng tham dự thêm bất kỳ chút nào ở vụ án này, đối phương lại điểm danh muốn gặp mình, chứng tỏ mình có sai sót. Đôi mắt hẹp dài của Lý Khôn ánh lên vẻ giảo hoạt, còn nhớ cậu ở nhà vệ sinh ra còn đi rửa tay không? Nam sinh ở tuổi cậu đa phần đi vệ sinh xong lười rửa tay. Lại còn để tay áo bị ướt mà vẫn cứ rửa tay, cố làm ra vẻ trấn tĩnh, lúc đó cậu quan sát tôi qua gương phải không? Lúc đó tôi đã hoài nghi rồi, không ngờ vẫn sơ suất, cho rằng cậu chỉ là thằng bé bình thường. Nếu như đề phòng trước, chúng tôi có thể di chuyển, không ngờ lại thua vì một thằng nhóc. Tô Sán cũng bất ngờ, lúc đó mình quá khẩn trương lộ sơ hở, đối phương cũng rất giảo hoạt, thắng bại chỉ trong gang tấc. Nói cho cùng chẳng qua vì đối phương coi thường mình là thằng nhóc nên mới thua, nếu mình là người trưởng thành đã không nên cơm cháo gì rồi. Tô Sán lắc đầu, cho dù lần này thoát được thì các anh tiếp tục làm trò lừa gạt này sớm muộn gì cũng bị bắt. Cơ quan công an đã lập án điều tra các anh, tôi chỉ làm quá trình này xảy ra sớm hơn. Lý Khôn im lặng hồi lâu, ngẩng đầu lên nói với Triệu Lập Quân, chính ủy Triệu tôi sẽ khai báo, tôi sẽ kiểm điểm, sẽ cung cấp một số manh mối có giá trị. Sau đó nói với Tô Sán, cậu nhóc khá lắm, không biết lớn lên rồi sẽ thế nào, tóm lại, đừng có học tôi. Rời phòng thẩm vấn, Triệu Lập Quân thay đổi cái nhìn với Tô Sán, không phải vì y thông minh phát hiện manh mối từ chi tiết nhỏ,
vì Tô Sán từ nhỏ đã lanh lợi nghịch ngợm nổi tiếng vua bày trò rồi, mà bởi chính thần thái trấn định khi đối đáp với một tên tội phạm. Gặp được và phát hiện nghi vấn của đám Lý Khôn hoàn toàn là ngẫu nhiên, quảng trường Tinh Hải vẫn tiếp tục xây dựng, chỉ là kết cục đã thay đổi. Chính phủ thành phố Hạ Hải không bị tập đoàn lừa gạt xoay như trong chóng, làm công trình mắc cạn, trì hoãn mấy năm như đời sau nữa. Thế nên những người đáng lẽ vì nó bị cách chức điều tra, ngã khỏi ghế, ảm đạm nghỉ hưu, vì Tô Sán mà vẫn ở nguyên vị trí. Lưu Lam 45 tuổi ở trong văn phòng thở phào nhẹ nhõm, gạt tàn sau lưng ông đã đầy tràn cả ra ngoài, như đống thóc, ông ta vừa nhận được tin mình thoát được kiếp nạn. Hạ Hải phát triển gian nan, đối ngoại chỉ có một cái, sân bay nhỏ tẹo, một cái đường sắt chạy dọc miền Tây, kinh tế nằm bét trong hai mấy thành phố của tỉnh, mấy lần xin lập thành phố du lịch đều bị nhiều lý do bác bỏ. Nói thật, làm cái chức bí thư thành ủy Hạ Hải này rất khổ, chỉ là người bên ngoài không biết mà thôi, với cái tuổi 45 của ông ta. Trong mắt nhiều người con đường chính trị vừa mới cất bước, ông ta còn có tiền đồ lớn nếu để tập đoàn lừa đảo kia lừa mất tiền công trình của quảng trường Tinh Hải. Vậy bí thư quản nhân sự ông ta xen vào chuyện mời gọi đầu tư của chính phủ chắc chắn sẽ gánh trách nhiệm trọng đại. Trên bàn của Lưu Lam có một bản kiến nghị bổ nhiệm Tằng Toàn Minh kiêm nhiệm chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết. Đương nhiên kiến nghị này tới từ Hồng Tiểu Thiên, Lưu Lam vốn định áp xuống tới thường ủy thảo luận, có điều hiện giờ không cần nữa. Díu mẩu thuốc là vào gạt tàn, Lưu Lam tay gõ bàn, lẩm bẩm, Tằng Toàn Minh. Lệnh bổ nhiệm Tằng Toàn Minh mau chóng được ban bố, còn nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết Chu Xuân Lan bị điều tới trung tâm chính vụ, tới trường đảng tái học tập. Ủy ban Kiến thiết và Cục Kiến thiết một nắm chỉ đạo vĩ mô một điều hành công tác cụ thể, giờ cả hai đều nắm trong tay Tằng Toàn Minh. Chắc chắn thực quyền tăng mạnh, Chu Xuân Lan điều đi, tâm bệnh lớn nhất của Tằng Toàn Minh cũng tiêu tan, mặt nhẹ nhõm trẻ trung thêm vài phần. Cái tập đoàn lừa đảo này khiến hơn 20 xí nghiệp pháp nhân và cơ quan chính phủ bị hại, tổng số tiền lên tới trên 20 triệu nhân dân tệ. Tình thế của thành phố thay đổi hẳn, vì Tằng Toàn Minh là người đầu tiên phát hiện nghi vấn, cho nên công lao không thể xóa bỏ, Hồng Tiểu Thiên cực kỳ giỏi nắm bắt thời cơ tăng cường sức ảnh hưởng. Hệ phái Lưu Lam tổn thất, uy tín không còn như trước, nhưng lại không thở phào nhẹ nhõm, nếu như để đám Lý Khôn thành công, đến bí thư thành ủy cũng không tránh khỏi liên quan. Cái tên Tằng Toàn Minh dần dần lọt vào tầm mắt một vài người, bình thường mang thành kiến với ông cũng không khỏi chính diện nhìn nhận lại vị cán bộ thăng tiến nhanh chóng nửa năm qua. Sau quá trình nghiên cứu muốn tìm yếu quyết, đành lắc đầu. Tằng Toàn Minh có năng lực nghiệp vụ rất mạnh, tính cách khác người, đồng thời có vận may không tệ, không thể mô phỏng. Chiều hôm đó Chu Xuân Lan tay cầm chìa khóa đi tới trung tâm chính vụ, mặt mày đôi phần nhợt nhạt, mấy ngày trước khi thông báo miễn chức gửi xuống, bà ta cũng thở phào, giờ tâm cảnh dần hồi phục. Trung tâm chính vụ là một trạm trung chuyển, cán bộ trẻ ở đây kiếm tư lịch. Một số cán bộ già cũng có thể điều tới đây phát huy nhiệt tình còn lại, nhưng Chu Xuân Lan biết mình tới đây, e không còn cơ hội chờ mình nữa. Một chiếc Santana 2000 đỗ lại ở cửa, qua cửa kính, Đông Kiến Quân im lặng nhìn Chu Xuân Lan đi dưới hàng cây. Hiện giờ Chu Xuân Lan ăn mặc đơn giản, không khác gì phụ nữ nội trợ trung niên bình thường, còn đâu phong quang khí chất xưa. Đông Kiến Quân trong lòng cũng không dễ chịu, gật đầu với Tô Lý Thành rồi xuống. Xe, bên kia Chu Xuân Lan cũng dừng bước, hai người nhìn nhau. Tôi tới thăm người bạn cũ, nhân sinh vô thường, bảo trọng, đừng nên nghĩ nhiều. Đông Kiến Quân chân thành nói, khuôn mặt tiều tụy của Chu Xuân Lan có chút xúc động, hồ tưởng lại năm tháng xưa, gật đầu, cảm ơn anh. Chỉ hỏi qua vài câu tình huống gia đình của Chu Xuân Lan, đứa con học tiểu học của bà ta sắp thi lên cấp, Đông Kiến Quân biết tới lúc mình phải đi rồi. Những người bạn thanh niên, hãy hăng hái đối diện với cuộc sống mỗi ngày, phải phấn đấu nỗ lực vì lý tưởng hạnh phúc ngày mai. Đông Kiến Quân trước khi đi, nắm tay giơ lên không, Chu Xuân Lan cảm xúc ngổn ngang, khóe mắt có cảm giác ươn ướt, câu nói này khi hai người tốt nghiệp xuống nông thôn. Lúc cáo biệt trao đổi nhau bút ký, Đông Kiến Quân viết vậy, cuối cùng còn đề, tặng cho nữ thanh niên ưu tú, chiến hữu thân yêu Chu Xuân Lan. Chu Xuân Lan quay về văn phòng, một nữ công vụ viên hỏi, chủ nhiệm Chu, chị làm sao thế? Trông Chu Xuân Lan giống như vừa mới khóc. Chu Xuân Lan vuốt mũi, cười, nhìn cây hòe bên ngoài, lẩm bẩm, không có gì. Công tác cho tốt, sống cho tốt. Quay lại xe, Đông Kiến Quân nói với lái xe Tiểu Vương, đi thôi, tới Ủy ban Kiến thiết. Sau đó quay đầu sang nói với Tô Kiến Thành, chúng ta bàn vấn đề quảng trường Tinh Hải.
Chương 100, năm 1998 sắp trôi đi. Trong biểu dương công khai của Cục Công an thành phố hoàn toàn không có cái tên Tô Sán, vì Tô Sán và người nhà phản đối, Triệu Lập Quân cũng xóa bỏ phần báo cáo liên quan tới Tô Sán. Ở nghi thức chào cờ đầu tuần, đầu tiên biểu dương lớp vinh dự nhận được cờ đỏ, rồi học sinh giành thành tích ở hội thi thể thao, cũng không có tên Tô Sán. Chuyện cảnh sát thành phố Hạ Hải phá được tập đoàn lừa đảo đặc biệt lớn không truyền tới các trường học, đương nhiên rồi, đây có phải vấn đề học sinh quan tâm đâu. Chỉ có một học sinh lớp số 3 đắc ý khoe khoang với bạn học cha mình là cảnh sát tham gia phá vụ án này, rất được hâm mộ. Cảnh sát Macau tới thành phố Hạ Hải, mặc dù khó tránh khỏi tính chất hình thức, có điều hay dở gì cũng vì hữu nghị hợp tác hai bờ mà tới. Đại hội biểu dương, Triệu Lập Quân được lập công lao cấp 2, đạt danh hiệu vinh dự đảng viên cộng sản ưu tú thành phố Hạ Hải. Khi Tằng Toàn Minh quyết định giao kế hoạch kiến thiết cho công ty công trình số 4, khơi lên sóng gió lớn. Báo chí Hạ Hải tiến hành thảo luận nhiệt liệt, trong đó có bài viết kịch liệt chỉ trích Tằng Toàn Minh, bài viết là tiến bộ hay thụt lùi, đuổi được sói đói đi, chó ghẻ lại tới. Trên bài viết nói công ty công trình số 4 nay ở giai đoạn sống dở chết dở, lãnh đạo hữu quan phải tiến hành khảo sát chuyên sâu, không nên vì chiếu cố xí nghiệp lâu năm. Giữ quy củ truyền thống thủ cựu mà thất tín với dân, phải suy xét tới đơn vị kiến thiết khao khát xây dựng Hạ Hải phồn vinh thịnh vượng. Hồng Tiểu Thiên cân nhắc người đứng sau lưng bài báo này, thở dài với Tằng Toàn Minh. Lão Tằng, chúng ta có nên cân nhắc kỹ hơn không? Phải biết rằng trong cuộc đấu tranh quyền lực vừa rồi, Hồng Tiểu Thiên dựa vào công lao Tằng Toàn Minh kiếm được rất nhiều phiếu, bọn họ đã chiếm được ưu thế, đang ổn định thành quả. Chuẩn bị hướng mục tiêu cao hơn thì công thần Tằng Toàn Minh lại đưa ra quyết định tranh cãi này, tới ngay cả Hồng Tiểu Thiên cũng không khỏi cho rằng Tằng Toàn Minh đang chiếu cố thân thích. Thế này trông giống đang được thế lần tới quá mức, chỉ lo đám Lưu Lam và Vương Kim Vinh phản ứng, ông ta muốn thi triển hoài bão của mình, không muốn mâu thuẫn quá lớn. Tằng Toàn Minh bình thản đối đáp, thị trưởng Hồng, không phải Tằng Toàn Minh cậy già lên mặt, mà quảng trường Tinh Hải là điều kiện cứng để Hạ Hải được phê chuẩn làm thành phố du lịch. Hiện Hạ Hải không có xí nghiệp nào có năng lực hoàn thành công trình này trong thời gian ngắn, nếu như tìm viện trợ bên ngoài. Với tài chính thành phố là gánh nặng cực lớn, mấy tập đoàn kiến trúc có tiếng trên tỉnh đều không có kế hoạch liên quan, đồng chí của chúng ta chưa chắc chạy vậy được. Hồng Tiểu Thiên gật đầu, trong lòng ông ta có chút hổ thẹn, mình ít nhiều bị ảnh hưởng bởi thói xấu quan trường, nhiều phương diện cứ quy kết vào đầu tranh lợi ích, bỏ qua đại cục. Tài chính là khó khăn lớn nhất của chúng ta, vài hạng mục đều nối nhau mắc cạn. Tôi xoay sở đủ đường rồi. Hồng Tiểu Thiên nhíu mày, suốt ngày giật gấu vá vai, giống như bà nội trợ lo chuyện dầu mỡ củi lửa, làm sao nghĩ được chuyện to tát. Đúng vậy, công ty công trình số 4 tuy thanh danh không tốt, gần đây cũng có vài vấn đề, nhưng chúng ta phải nhìn vấn đề khách quan. Tiền nhiệm sai lầm, không thể quy kết cho người sau, càng không thể đánh một đòn chết luôn. Công ty công trình số 4 thuộc tập đoàn Đại Dung, dù về kỹ thuật hay nhân lực mà nói đều có tích lũy lớn. Có kinh nghiệm xây dựng công trình đập nước lớn ở Tây Nam, là cỗ xe tăng có động cơ mạnh mẽ, đó chính là thứ chúng ta cần hiện nay. Vốn Tằng Toàn Minh không coi trọng công ty công trình số 4, không ngờ Tô Lý Thành lại thuyết phục đám Triệu Ngạn quay về công ty, Triệu Ngạn lại đến nói chuyện với Tằng Toàn Minh mới thuyết phục được. Hồng Tiểu Thiên suy nghĩ nói, có điều giao cho họ, chẳng phải chúng ta còn phải đợi thêm vài năm nữa. Mình còn bao nhiêu cái vài năm nữa đây? Một thành phố dù phát triển chậm chạp, có điều mãi mãi chẳng giờ, còn người tuổi trung niên như mình mà nói, đã tới sườn kia của cuộc đời rồi. Tằng Toàn Minh không trả lời, đây không phải vấn đề của ông, tôi làm tròn trách nhiệm rồi. Hồng Tiểu Thiên gật đầu, lấy bút máy ra ký tên trên văn kiện, tôi muốn xem Đông Kiến Quân huy động được bao nhiêu tài nguyên của tập đoàn bên trên. Thế là đơn vị xây dựng quảng trường Tinh Hải đã được phê duyệt. Tổng bộ tập đoàn Đại Dung ở Dung Thành, Triệu Hâm dẫn mấy đồng nghiệp phòng công trình tất bật chạy tới chạy lui. Ông ta và Đông Kiến Quân rất thân thiết, là chủ nhiệm ban dự toán trong nội bộ tập đoàn, hiện đang giúp. Đông Kiến Quân chạy lo dự toán quảng trường Tinh Hải, chuyện này oanh động nội bộ tập đoàn. Tới ngay đứa con dâu suốt ngày kêu ca Đông Kiến Quân vô dụng, gần đây nhắc tới cha chồng cũng hãnh diện lắm. Không ai ngờ rằng Đông Kiến Quân ở tập đoàn lận đận mười mấy năm, xuống Hạ Hải một cái lấy luôn được hạng mục kiến thiết trọng điểm. Gần đây tổng công ty tranh thủ mấy hạng mục các huyện thị trong tỉnh, người được cử xuống báo về gặp đủ loại khó khăn và ngăn cản, không lấy được công trình nào ra hồn.
công ty công trình số 4 dưới muôn vàn khó khăn gây dựng lại còn có thể đột phá, đủ thấy được thủ đoạn. Đông Kiến Quân làm cú trở mình tuyệt đẹp, làm vị lão gia tử trong tập đoàn cũng vô cùng vui vẻ, thằng nhãi Kiến Quân này có vài phần năng lực đấy. Chưa bị cái tổng công ty làm mốc người, có khó khăn mới nên người, ở mãi tổng công ty chỉ thành thứ quan liêu thôi. Lão gia tử trong nhà mình luôn thích mặc quân phục trước khi chuyển nghiệp, tay chống gậy gỗ lim. Lão gia tử đã lên tiếng tán dương, Triệu Hâm liền không gặp bất kỳ lực cản nào nữa, khoản dự toán đầu tiên mau chóng cấp xuống. Đồng thời các loại nhân viên được rút từ nhiều phòng ban xuống hạ hải, lão gia tử không keo kiệt với người của mình, người xuống toàn là tinh anh trong tập đoàn. Viện quân ngồi chuyên cơ 3 giờ rưỡi xuống sân bay hạ hải. Đông Kiến Quân, Tô Lý Thành cùng một số người phụ trách hạng mục quảng trường Tinh Hải ra sân bay đón tiếp. Đoàn đội tinh anh tập đoàn xuống máy bay, hai bên nắm chặt tay nhau, dưới cơn gió mát mang theo chút muối tanh của hạ hải. Những cái bắt tay này đại biểu lực lượng kiến thiết trỗi dậy ở thành phố này, có loại kích động quay về thời đại kiến thiết năm xưa. Đương nhiên với Tô Sán mỗi ngày đúng giờ bắt xe đi học mà nói, thế giới này vẫn thế. Vẫn nhìn thấy người ăn mì đỏ rực ớt ở quán ăn sáng, vẫn có nữ sinh nhẹ nhàng nhảy lên xe bus, có tiếng rười rộn rã khắp nơi. Những chuyện đấu tranh, thay mới đổi cũ trong thế giới người trưởng thành không liên quan tới y. Giống như hàng nghìn km dưới biển sâu, dù bên trên có trời long đất lở, dưới này vẫn im ắng tĩnh mịch, như chẳng có gì diễn ra. Năm tháng bình đạm của chúng ta, ở dưới bối cảnh đó, theo cùng mặt trời mọc, mặt trời lặn lặng lẽ âm thầm trôi qua. Thoát cái đã tới cuối năm 1998 rồi, năm qua với Tô Sán mà nói có vài phần bình tĩnh, vài phần kích thích. Sự kiện lớn trên lịch sử phải xảy ra vẫn cứ xảy ra, dù là ở trong nước hay ngoài nước. Tô Sán biết ở cái quốc gia dã man cách đó hơn 3.000 km, chuyện bạo hành bị cả thế giới lên án kia vẫn cứ xảy ra. Giải thích, đây là sự kiện bài hoa ở Indonesia. Hết giải thích. Chỉ là khi cả thế giới nổi sóng thì người dân bình thường trong nước lại chẳng hay biết gì, đợi tới sau này thông tin dần phát triển, mới dần dần trồi lên mặt nước. Đương nhiên, con người phải nhìn một vấn đề một cách toàn diện. Có sức mạnh nhất là người dân, dễ bị kích động làm ra chuyện mất lý trí, nhất vẫn là người dân. Quốc gia không có kiếm, cũng không thể rút kiếm. Thế nhưng quốc gia đã ý thức được, bước ra khỏi đất liền, tiến vào biển xanh kiến thiết hải quân, có ý nghĩ chiến lược chiến thuật trọng đại ra sao? Các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.